Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Chương 3751, Dương Huyền tái hiện. Không biết Vương Dĩnh đã phát giác, lúc này Trương Huyền đang núp ở trong một bụi cây cao lớn, lặng lẽ nhìn về phía trước. Xuất hiện ở trước mắt là mấy người trẻ tuổi, tầm 16-17 tuổi. Vừa rồi chính là nghe được động tính, mới an bài Vương Dĩnh cẩn thận trốn, mình thì chạy tới. Có nam có nữ, từng người đeo bao, dọc theo sơn cốc đi về phía trước xem ra đang tìm kiếm cái gì. Liếc mắt nhìn, Trương Huyền sầm mặt lại. Trước mắt hết thảy bảy người, lớn nhất chẳng qua 17 tuổi, nhưng lực lượng mạnh mẽ trầm ổn, vậy mà cũng giống như mình, đều là thần linh cảnh. Mấu chốt nhất là, sơn cốc gập gành, mấy người này hoàn mỹ thích ứng, trong đó xuyên qua thật giống không có mệt nhọc như vậy. Trời sắp tối rồi, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Ngày mai tìm được đồ vật, hoàn thành thí luyện, chúng ta liền trở về một thiếu niên áo trắng cầm đầu nhìn mặt trời đã rơi về phía tây mỉm cười an bài nói tốt nghe được nghỉ ngơi tất cả mọi người đều vui vẻ mỗi người gỡ ba lô trên người xuống có ở chung quanh rác thuốc bột đặc thù để thần thú không dám đến xâm nhập có tìm kiếm nước có lấy ra thức ăn bắt đầu nấu nướng mấy người phân công rõ ràng đâu vào đấy xem ra đã tạo thành phối hợp quen thuộc công việc của nhau nhất định phải nghĩ phương pháp theo chân bọn họ rời khỏi Thấy những thiếu niên, thiếu nữ này không phát hiện bản thân, trong lòng Trương Huyền suy nghĩ. Nơi này không biết là sơn mạch nào của thần giới, hầu như không có linh khí gì, đừng nói tu luyện, tấn thăng cấp bậc cao hơn, làm không cẩn thận mọi người sẽ chết đói. Mình một người còn thôi, tùy ý tìm phương hướng, chỉ cần một mực tiến lên, sớm muộn gì cũng sẽ đi ra ngoài, nhưng bây giờ cha mẹ, đệ tử theo ở phía sau, không dám dễ dàng xuất động. Đi qua những ngày này dò xét, hắn biết Mặc dù sơn mạch này linh khí vô cùng mỏng manh, nhưng có thần thú không kém. Tùy ý chạy đến một cái, mình cũng không phải đối thủ, mang theo mọi người, bảo vệ bọn hắn chu toàn, không có con đường ổn thỏa, tuyệt không có khả năng làm được. Ngộ nhớ đi càng sâu, gặp phải thần thú cao cấp hơn, cũng chỉ có thể chờ chết. Bởi vậy những ngày này một mực điều tra, chính là muốn nhìn có tung tích nhân loại hoạt động hay không, tìm đường đi thích hợp nhất, hiện tại gặp được, khẳng định không thể để cho bọn họ trực tiếp đi. Chỉ là, thực lực của những người này không yếu, tùy tiện đi theo, một khi đối phương coi hắn thành kẻ xấu, trực tiếp động thủ, thương thế chưa tốt, lại thêm liên tục ăn rau dại hơn 10 ngày, vô cùng suy yếu, chỉ sợ ngay cả năng lực hoàn thủ cũng không có. Huống chi, Minh Lý Chi Nhãn lấp lánh, Trương Huyền nhìn về phía địa phương cách nơi này mấy trăm mét, nhịn không được lắc đầu. Đến nơi này, Minh Lý Chi Nhãn có thể dùng, hơn nữa hiệu quả không tệ. Còn thư viện, yên lặng nửa tháng Ngày hôm nay mới vừa khôi phục lại, hẳn là đã thích ứng thiên đạo của thần giới, nghĩ biện pháp giành lấy một phần lực lượng cho mình sử dụng. Thông qua minh lý chi nhãn, hắn đã phát giác, đám thiếu nam, thiếu nữ này cũng không phải một mình tới, đằng sau đi theo cường giả. Hẳn là vì bảo vệ an toàn. Nếu không, những người này trẻ tuổi như vậy, một mình đi vào sơn mạch không có linh khí, người nhà hoặc lão sư cũng sẽ không yên tâm. Có cao thủ bảo vệ, cưỡng ép hỏi là không thông. Nếu có thể nghĩ biện pháp thu hoạch tín nhiệm, theo ở phía sau đi ra sơn mạch là tốt nhất, cho dù không có cách nào như vậy, từ trong miệng biết đường đi, hoặc vị trí thành trấn gần nhất, cũng có thể giải quyết tình hình khó khăn hiện tại. Audio điện tử võ tấn bền. Xem ra chỉ có thể như vậy. Cân nhắc hồi lâu, một phương pháp chảy vào trong óc. Nghĩ đến cái này, lặng lẽ lui ra lùm cây, thân thể vụt một cái, thay đổi hình dáng. Lạc Nhược Hy cho Linh Phù Ngụy Trang, ở đây không chỉ có thể sử dụng, hơn nữa hiệu quả không hề yếu, Ngụy Trang giống như đúc, minh lý chi nhãn cũng không thể nhìn thấu. Lúc này hắn Ngụy Trang bộ dáng, đại khái chừng 30 tuổi, cử chỉ văn nhã, nhìn một cái liền cho người ta một loại cảm giác gần gũi, còn tu vi sâu không lường được. Chỉ ít những học sinh trước mắt này, không cách nào nhìn thấu. Chuẩn bị sẵn sàng, Trương Huyền lại không che giấu thân hình nói: Người phương nào xông vào địa phương của ta, quấy nhiễu ta thanh tu. Người nào? Các thiếu niên đang nấu cơm nghỉ ngơi, nghe nói như thế, tất cả đều giật nảy mình, đồng loạt dơ vũ khí trong tay lên, nhìn về phía nguồn gốc âm thanh. Ngay sau đó nhìn thấy một thanh niên chừng 30 tuổi, đứng ở trên nham thạch thật cao, hai tay chắp sau lưng, dưới gió mạnh vạt áo tung bay, cho người ta một loại cảm giác vũ hóa thành tiên. Trên mặt lộ ra lãnh ngạo, dường như có chút không vui. Giả thần giả quỷ. Một thiếu nữ rất có tư sắc tiến về phía trước một bước, vừa định nói chuyện, liền bị thiếu niên áo trắng chặn lại. "Vị tiền bối này, chúng ta là học sinh của Giả Minh Thành Giả Minh Học viện, tới tiến hành thí luyện, không có ý định mạo phạm, mong được tha thứ." "Giả Minh Thành, Giả Minh Học viện." Trên mặt Trương Huyền không có bất kỳ biểu lộ gì nói. "Ta tới đây, cũng là vì mang học sinh thí luyện." "Mang học sinh?" Thiếu niên áo trắng thở phào nhẹ nhõm, trong mắt mang theo nghi hoặc hỏi. Không biết lão sư đến từ học viện nào? Nếu là lão sư, khẳng định không phải hạng người hung ác gì, hẳn là sẽ không làm sát kẻ vô tội. Là từ ta thu mấy học sinh vụng về, dẫn bọn hắn ra ngoài tùy ý nhìn một chút. Sợ lộ tẩy, Trương Huyền mập mờ nói. Thấy hắn không nguyện ý nói, thiếu niên áo trắng không tiện hỏi nhiều, ôm quyền. Nơi này là lão sư ngài tới trước, vậy chúng ta tìm địa phương khác nghỉ ngơi là được. Người trước mắt này, tu vi sâu không lường được, nhãn lực của hắn không cách nào nhìn thấu, đã có kiêng kỵ. Núi hoang không có nửa bóng người, đột nhiên toát ra cường giả như thế này, đổi lại người nào cũng sẽ trột dạ. Không cần, học sinh của giả minh học viện, ta và viện trưởng của các ngươi cũng coi như quen biết, vừa vặn hỏi thăm một ít chuyện. Thật vất vả có người tới, làm sao có thể để cho bọn họ trực tiếp rời khỏi, Trương Huyền nói. Tiền bối quen biết viện trưởng của chúng ta, đồng tử của thiếu niên áo trắng co rụt lại. Thực lực của viện trưởng sâu không lường được, đã đến thần linh cảnh thượng phẩm, vị trước mắt này quen biết hắn, chẳng phải đại biểu tu vi tương đương. Khó trách không cách nào nhìn thấu, loại cường giả thực lực này, thật muốn động thủ, thực lực của bọn hắn chỉ sợ không kiên trì được một cái hô hấp, sẽ bị đánh chết tại chỗ. Trương Huyền Thuận miệng kéo đại kỳ, đang định hỏi tham giả Minh Thành cùng giả Minh học viện cụ thể ở nơi nào, để mang theo các đệ tử đi qua, nhưng âm thanh một trung niên vang lên. Viện trưởng nhà ta một mực bế quan tu hành, bằng hữu ta cơ bản đều biết, cũng không có bằng hữu cũ gì, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Âm thanh kết thúc, một trung niên chừng 40 tuổi chạy như bay tới, ngăn ở trước mặt thiếu niên áo trắng. Chính là vị cường giả theo ở phía sau bảo vệ các học sinh kia. "Lão sư." Rất nhiều thiếu niên nhìn người nọ bất ngờ xuất hiện, tất cả đều sững sờ. "Sao người lại tới đây?" Hiển nhiên, người này một mực theo sau lưng, nhưng không ai phát hiện. Các ngươi đi ra thí luyện, với tư cách chủ nhiệm lớp, sao có thể yên tâm được? Trung niên cười khổ một tiếng, không nói thêm lời, lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, lộ ra nghi ngờ. Hắn đi vào dạ minh học viện làm lão sư, đã tiếp cận 20 năm, viện trưởng có bằng hữu nào, cơ bản đều biết, chưa từng nghe qua vị trước mắt này. Ngưng thần tĩnh khí nhìn kỹ lại, phát hiện lấy thực lực của hắn, vậy mà cũng nhìn không thấu tu vi của vị trước mắt này, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Thực lực của đối phương, chỉ sợ không kém viện trưởng. Nhìn ngươi tới, dùng thân pháp, huyệt thái dương nhô lên, tứ bạch huyệt ảm đạm, chứng minh là tu luyện hai bộ công pháp phối hợp lại, quả thực có thể khiến tốc độ như mộng như ảo, nhưng ngươi tu luyện xuất hiện vấn đề, cả hai chưa hoàn mỹ phù hợp, vì vậy dẫn đến thần lực chảy ngược. Trương Huyền nhấc mí mắt, không có đoán sai, ngươi hẳn là dạ minh học viện mặc nguyên lão sư a ngươi làm sao biết mặc nguyên giật nảy mình con mắt trợn tròn hắn ở học viện danh khí không nhỏ người khác nghe qua tên xem như bình thường nhưng hắn tu luyện xảy ra vấn đề không phải là có thể hỏi tham gia a liếc mắt nhìn ra nhãn lực mạnh mẽ có thể xưng kinh khủng trương huyền nói ta không chỉ biết những thứ này còn biết gần đây thời điểm lực lượng ngươi trải qua huyệt hối hải có chút chậm chạp không chỉ không cách nào thông qua cửa ải tu luyện lâu còn có thể miệng mũi chảy máu ngực khó chịu cái này mạc nguyên lão sư lần nữa chấn động tràn đầy khó tin nếu như nói trước đó công pháp thân pháp phối hợp không tốt nhìn thấy bản thân chạy tới tu vi cao có lẽ có thể nhìn ra nhưng vấn đề bí ẩn trong tu luyện của mình mở miệng nói ra không phải hết sức quen thuộc vậy chỉ có một loại khả năng thực lực của đối phương vượt qua bản thân quá nhiều thậm chí vượt qua viện trưởng. Chỉ có loại cường giả này mới có thể nhìn ra công pháp, thân pháp của mình, thậm chí thiếu hụt trong tu luyện. Loại cường giả cấp bậc này đã nói quen biết viện trưởng, đương nhiên sẽ không tự hạ thân phận nói dối. Có lẽ thật sự là bằng hữu của viện trưởng. Người tu luyện rất nghiêm túc, nhưng đáng tiếc đi nhầm phương hướng. Minh Hải Quyết, giống như U Minh vào biển, đối với hồn phách yêu cầu cực cao, linh hồn của ngươi rõ ràng không có đến loại cảnh giới này, cưỡng ép tăng lên, không có gặp phải phản vệ là tốt lắm rồi. Trương Huyền tiếp tục nói, vừa rồi đối phương xông tới, sử dụng võ kỹ, mượn thư viện, lập tức nhìn ra thiếu hụt và sơ hở. Dựa theo khổng sư nói, kèm theo đẳng cấp thế giới càng ngày càng cao, sử dụng thư viện, tạo thành phản vệ cũng càng lớn, nhưng bây giờ muốn thám thính tin tức, thuận lợi rời đi nơi này, nhất định phải sử dụng, không có biện pháp nào khác chỉ cần là tu luyện giả, chắc chắn sẽ có sai lầm và thiếu hụt, huống chi tu vi của mình đối phương nhìn không thấu. Hù dọa không khó. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Trên đầu mặc nguyên lão sư chảy ra mồ hôi lạnh. Trước đó còn có hoài nghi mà nói, hiện tại tuyệt đối không có ý khác. Giống như đối phương nói, thật sự là bởi vì lực lượng linh hồn của hắn không đủ, cưỡng ép tăng lên lực lượng, mới đưa đến tai họa ngầm, đến bây giờ hình thành ám thương, rất khó khôi phục không biết tiền bối có thể thuận tiện báo danh xưng hay không. Mạc Nguyên lão sư hạ thấp dáng người, vẻ mặt thành khẩn hỏi. Tại hạ, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, đầu lâu có chút nâng lên. Dương Huyền, hết chương 3751, chương 3752, cửu thiên thập đế. Nguyên lai là Dương Huyền tiền bối, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trần chờ một chút, Mạc Nguyên vội vàng ôm quyền. Ngưỡng mộ đã lâu cái gì, trước kia ngươi nghe qua tên của ta biết ta là người nào sao trương huyền lắc đầu khẽ nói tên giả ở danh sư đại lục tùy ý mang lên cũng gọi ngưỡng mộ đã lâu xem ra người thần giới cũng không có thành thật như vậy cái này mặc nguyên hơi đỏ mặt cái gọi là ngưỡng mộ đã lâu chỉ là lời khách khí đối mặt người khác nói thẳng không biết thất lễ dường nào kết quả đối phương hỏi như vậy ngược lại làm cho hắn không biết trả lời như thế nào được rồi, quen biết với viện trưởng của các ngươi, cũng không cần khách khí với ta. Ta cũng sẽ không làm khó hậu bối, ngược lại vừa vặn có chút việc, khả năng cần làm phiền các ngươi một chút." Trương Huyền nói. "Tiền bối có chuyện cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối." Thấy đối phương không hỏi tới nữa, Mạc Nguyên thở phào nhẹ nhõm. "Học sinh của ta ở đây thí luyện, bởi vì chưa hề đi qua, nên Lạc Đường làm lão sư không tiện trực tiếp ra mặt chỉ dẫn hơn nữa ta còn có việc gấp cần xử lý mong ngươi có thể thích hợp nhắc nhở một chút nếu như có khả năng mang bọn hắn về dạ minh thành trương huyền nhàn nhạt nhìn qua đương nhiên ta sẽ không để cho ngươi không công hỗ trợ sẽ nói rõ chi tiết vấn đề tu luyện của ngươi hiện nay còn có thể tiến hành sửa lại hay không có thể tìm con đường thích hợp mình hay không thì nhìn thiên phú và năng lực của ngươi đa tà tiền bối Mạc Nguyên kích động vội vàng ôm Quyền. Sở dĩ người khó có thể tiến bộ chính là bởi vì không tự biết. Nếu có người ở một bên chỉ điểm, thậm chí không cần nói phương pháp chính xác, cũng có khả năng cấp tốc tiến bộ. Vị trước mắt này có thể giúp đỡ chỉ ra, tuyệt đối là ân tình rất lớn. Còn mang học sinh đối phương trở lại Dạ Minh Thành, quá đơn giản, dù sao lần này học sinh thí luyện kết thúc, hắn cũng phải mang đệ tử trở về nếu có thể nhân cơ hội làm tốt quan hệ với học sinh của hắn nhân tình của loại cường giả này chẳng khác nào rơi xuống tay mình vậy thì tốt các ngươi ở đây chờ đợi là được ta sẽ để cho bọn họ đến tìm thấy đối phương đáp ứng trương huyền gật đầu xoay người sang chỗ khác đột nhiên khí thức trên thân bay thẳng thiên cung cho người ta một loại cảm giác nghiền ép chúng sinh tiền bối không biết vì sao đối phương đột nhiên đổi ý mặc nguyên giật nảy mình vội vàng nhìn qua sự tình đã đáp ứng ta thì phải làm cho tốt nếu như ta phát hiện học sinh của mình thiếu một cọng lông tơ kết quả như thế nào chắc hẳn ngươi rõ ràng đưa lưng về phía mọi người trương huyền thản nhiên nói tiền bối yên tâm tại hạ nhất định dốc hết toàn lực không phụ hy vọng mặc nguyên thở phào nhẹ nhõm sắc mặt nghiêm túc vấn đề tu luyện của ngươi ta sẽ để học sinh mang tới thấy đối phương đáp ứng không nói thêm lời trương huyền chậm rãi rời khỏi chỉ chốc lát đã biến mất ở trong sơn cốc. Thấy hắn rời khỏi, mặc nguyên lão sư mới lau mồ hôi lạnh trên đầu. Vừa rồi đối phương tỏa ra khí tức, thực quá đáng sợ, 10 cái hắn cũng không phải đối thủ. May mắn trước đó không có lỗ máng, nếu không nơi này có khả năng chính là nơi táng thân của mình. Lão sư, vị dương huyền tiền bối kia, thật lợi hại như vậy. Nữ hài có chút tư sắc nhìn qua. Nàng tính tình đại tiểu thư, có chút không quá tin tưởng nào chỉ lợi hại có thể nói là đáng sợ. Mặc nguyên lắc đầu. Được rồi, nắm chặt thời gian ăn cơm, nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai trời vừa sáng, chúng ta trực tiếp trở về địa điểm xuất phát. Trực tiếp trở về địa điểm xuất phát. đã sắp tới địa phương thí luyện a. thiếu nữ sướng sờ. sắp tới địa phương thí luyện, bây giờ đi về, chẳng phải công lao đổ biển. vốn ta đi theo sau lưng các người bảo vệ, hiện tại xuất hiện, đã cho thấy thí luyện thất bại có điều các người có thể đi tới nơi này đã rất không dễ dàng, ta sẽ như thực chất báo lên học viện, hẳn là sẽ có học phần, không cần lo lắng." Trầm tư một chút, Mạc Nguyên nói. "Thí luyện khẳng định có nguy hiểm, nếu như học sinh của vị tiền bối kia tới, thật xảy ra vấn đề gì, tuyệt đối không phải hắn có thể gánh chịu." Đã như vậy, còn không bằng trở về. "Đa Tạ lão sư." Nghe được có học phần, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mục đích thí luyện chính là vì học phần có thứ này, lại có thể miễn trừ nguy hiểm, sao lại không làm. Mọi người nhóm lửa nấu cơm, thời gian không dài, liền nghe đến trong sơn cốc vang lên âm thanh sột soạt, ngay sau đó một đám người đi tới. Có phải mặc nguyên lão sư không? Tại Hạ Trương Huyền, chính là học sinh của Dương Huyền lão sư, nghe lão sư nói, người quen biết hắn, cố ý tới. Kèm theo lời nói, một thân ảnh cao gầy anh Tuấn đi tới, Trương Huyền mang theo vui vẻ, đám người triệu nhã đi sát đằng sau nguyên lai là trương huyền tiểu huynh đệ, mời tới bên này. Mặc nguyên lão sư vội vàng ôm quyền, đồng thời lặng lẽ nhìn về phía đám người trước mắt, nhịn không được lộ ra nghi hoặc. Những học sinh này của dương huyền tiền bối, tu vi, tựa hồ có chút thấp a hát. Khó trách để cho mình hỗ trợ mang đi ra ngoài, loại thực lực này có thể đi tới đây, thật đúng là kỳ tích. Hắn tràn đầy kinh ngạc. Nữ hài có chút tư sắc nhìn thấy một lần toát ra mấy nữ hài xinh đẹp hơn nàng không biết gấp bao nhiêu lần, vẻ mặt trở nên hết sức khó coi. Còn các thiếu niên khác thì từng cái con mắt sáng lên. Mỹ nữ, bất luận ở đâu đều được hoan nghênh. Chư vị, chỗ chúng ta có thức ăn, mau tới dùng bữa. Thiếu niên áo trắng vội vàng đi ra nói. Cảm ơn. Đám người Triệu Nhã gật đầu nhìn về phía Trương Huyền, thấy hắn đồng ý, lúc này mới ngồi xuống một mực trốn ở trong sơn động hơn 10 ngày, lần đầu tiên đi ra, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Mặc nguyên lão sư, đây là một bộ phận thiếu hụt trong tu luyện của ngươi, lão sư nói, ngươi trước dựa theo cái này tu luyện, đợi lần sau hắn gặp ngươi, sẽ bổ sung hoàn chỉnh. Từ trong ngực lấy ra một mảnh lá cây, Trương Huyền đưa tới. Chỉ thấy phía trên dùng chất lỏng màu đen viết chút nội dung trên việc tu luyện. Mặc nguyên lão sư xem xong, đồng tử co rút lại vị dương huyền này, đưa cho nội dung, còn tỉ mỉ hơn hắn tưởng tượng không ít, dựa theo phía trên ghi lại thay đổi, có thể đoán được, tai họa ngầm trên thân thể của hắn, có thể loại bỏ toàn bộ, tu vi cũng càng ngày càng mạnh. Đa tạ dương lão sư, mặc nguyên lão sư ôm quyền, tuy đối phương chỉ cho một nửa nội dung, hắn cũng biết ý đồ, là sợ bản thân không tận lực. Nhưng đối mặt loại tình huống này, trong lòng chẳng chẳng những không có oán hận, ngược lại cảm giác yên tâm hơn không ít, có thể vì học sinh tận tâm như vậy, khẳng định không phải kẻ xấu. Lần này đi ra thí luyện, mọi người mang theo không ít đồ ăn, lại thêm mặc nguyên lão sư có thực lực săn giết thần thú, trương huyền cùng các học sinh, đám người tôn cường mới coi như ăn được bữa cơm đầu tiên ở thần giới. Viên đào mở rộng cái bụng, kém chút ăn đến đám người mặc nguyên nghi ngờ nhân sinh. Đương nhiên, may mắn tiểu hoàng kê không có tỉnh lại, nếu không cũng không phải nghi ngờ nhân sinh đơn giản như vậy, đoán chừng ngay cả vũ khí cũng mất tuổi tác tương đương, lại ở giã ngoại khiến cho người tâm thần thanh thản, chủ đề tự nhiên rất nhiều. Đám người trịnh dương được Trương Huyền dặn dò, biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, trò chuyện hồi lâu, cũng không dẫn tới nghi hoặc. Các ngươi một mực hỏi thăm bố cục thần giới, vừa vặn ngày hôm nay có mấy bằng hữu mới, ta sẽ chi tiết nói rõ cho các ngươi. Cơm nước no đủ, mọi người ngồi thành một vòng, mặc nguyên lão sư mỉm cười, mở miệng nói. Toàn bộ thần giới, bao la bát ngát, không biết rộng lớn cỡ nào, địa phương của bọn hắn tên Dạ Minh Thành, chỉ là một địa phương nhỏ mà thôi, bởi vậy cho dù những học sinh đến đây thí luyện, từng cái ra thế không đơn giản, nhưng đối với bố cục của toàn bộ thần giới, cũng biết không tính quá nhiều. Trương Huyền nhìn lại, sở dĩ lúc này đối phương nói, đương nhiên là hắn dẫn ra chủ đề. Thần giới, chia làm chín đại thế lực, cũng được xưng cửu thiên. Mặc Nguyên Lão Sư nói, ta biết, có phải cũng chính là cửu thiên cửu đế trong truyền thuyết không? Thiếu niên áo trắng dường như vì khoe khoang, vội vàng nói. Nhìn bộ dáng của hắn, nữ hài có chút tư sắc càng giận không chỗ phát tiết. Không sai, cửu thiên cửu đế. Mặc nguyên lão sư gật đầu. Cửu thiên này, theo thứ tự là trung tâm tử tại thiên, phía đông vân ly thiên, phía nam linh nguyên thiên, phương tây canh kim thiên, phương bắc huyền minh thiên, đông nam liệt dương thiên, đông bắc kiếm thần thiên. Tây Nam Linh Lung Thiên cùng với chỗ chúng ta Tây Bắc U Hồn Thiên. Cửu Thiên, chín đại thế lực, phân biệt do chín vị đại đế tỏa chấn. Mỗi một cái đều nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa, khống chế một phương, bế nghĩa thiên hạ, người người ngưỡng mộ. Ánh mắt của Mạc Nguyên Lão Sư lộ ra vẻ sùng bái. Cửu đế, khống chế thiên hạ, giống như thượng thương sáu đại tông môn, chân chính đứng ở đỉnh thế giới, quả thực làm người ta kính nể. Lão Sư, nghe nói mới xuất hiện một vị đại đế thiên tài, cái thế vô song. Hiện tại đã là cửu thiên thập đế. Một học sinh hiểu rõ tình hình nói. Không sai, là xuất hiện một vị đại đế thiên tài. Mặc nguyên lão sư gật đầu. Nói đến vị đại đế này, thật đúng là thiên tài trong thiên tài, từ khi bắt đầu nổi danh, ngắn ngủi mấy năm, giống như sao băng chiếu dọi thần giới, f tám vị đại đế thừa nhận thân phận của mình. Hiện tại chỉ còn vị đế quân ở tự tại thiên không có thừa nhận, chỉ cần có thể công nhận, thế lực thần giới sẽ phân chia lần nữa. Cửu Thiên Thập Đế. Trương Huyền gật đầu, vô tình hay cố ý cảm xúc. Loại cấp bậc đế quân này, cách chúng ta thực sự quá xa vời, ở giữa không biết kém bao nhiêu cấp bậc. Lời còn chưa dứt, trong đám người có một học sinh tràn đầy tò mò nhìn qua. "Lão sư, đế quân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ta nghe nói, có thể một ngón tay nghiền nát thành thị, có phải thật hay không?" "Đương nhiên là thật." mặc nguyên lão sư gật đầu nói tu vi hiện tại của các ngươi là thần linh hạ phẩm ta là thần linh trung phẩm viện trưởng là thần linh thượng phẩm điểm ấy các ngươi đã sớm biết ra mọi người gật đầu trên thần linh là thiên thần đồng dạng chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm tiếp đó là thần vương thần vương không phân phẩm nhưng lại có thần vương phổ thông và thần vương phong hào đến cấp bậc phong hào mỗi một cái đều đứng ở đỉnh thế giới cho dù u hồn thiên chúng ta cũng không cao hơn 10 vị." Mạc Nguyên lão sư tiếp tục nói, "Trên thần vương phong hào mới là đế quân, bọn họ là siêu cấp cường giả được thiên địa công nhận, số lượng là trời sinh, không có khả năng nhiều ra, thật muốn nhiều ra. Nhất định phải để đế quân khác thừa nhận, tương đương với khiêu chiến quy tắc đã định, đây cũng là nguyên nhân vì sao các thần vương phong hào thiên tài không ngừng khiêu chiến đại đế." Hết chương 3752 chương 3753, Đại Đế Thiên Tài, Khổng Sư, Thần Linh, Thiên Thần, Thần Vương, Thần Vương Phong Hào, Đế Quân. Trong lòng trương huyền âm thầm ghi nhớ, đồng thời nghi hoặc. Lạc Nhược Hy, là cấp bậc gì? Có thể nhẹ nhõm từ thượng thương, không thông qua thần điện, trực tiếp chém thủng hư không đi vào thần giới. Hơn nữa cưỡng ép phá vỡ không gian bích chướng, lại chỉ chịu chút tổn thương. Khẳng định không phải thần linh có thể hoàn thành, thậm chí thiên thần cũng chưa chắc có thể làm được. Chẳng lẽ, nàng là thần vương? Còn đế quân, thật đúng là không dám nghĩ, cửu thiên chỉ có 9 vị, mỗi một cái đều chân chính đứng ở đỉnh phong của vũ trụ vạn giới, loại cường giả siêu tuyệt này, sao vừa ý tiểu nhân vật như hắn? Dù bản thân nắm giữ thiên đạo thư viện cũng không được. Dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng nói. Mặc vân lão sư có biết xưng hào hoặc họ tên của cửu đế không? thấy hắn hỏi thăm, ánh mắt mặc phân lão sư lộ ra nghi ngờ, bất quá vẫn gật đầu nói. Cửu thiên cửu đế, tôn quý cỡ nào, tôn quý của bọn họ, há là tiểu dân như chúng ta có thể ngôn luận. Ta chỉ biết đế quân của u hồn thiên chúng ta là càn khôn ma đế, cũng được xưng càn khôn đế quân, chấn thủ đông nam thần vực, khống chế tứ phương bát động, lục đạo luân hồi. Đối lập đông nam liệt dương thiên, trưởng khống giả trước dương đại đế, quản lý mặt trời không chung, vạn vật sinh trưởng, thiên địa luân thường. Tây Nam Linh Lung Thiên, Linh Lung Tiên Tử, Mỹ Lệ Vô Song. Còn mặt khác, biết không nhiều lắm. Trương Huyền gật đầu. Thân phận của cửu thiên cửu đế, giống như hoàng đế kiếp trước, cũng không phải người nào cũng có thể thảo luận. Đối phương chẳng qua là lão sư học viện, có thể biết ba vị, hơn nữa nói ra xương hào, đã rất không dễ dàng. Nếu như Trương Huynh thật muốn biết, ngược lại có thể hỏi thăm sư phụ ngươi, loại thực lực như tiền bối, đối với tình huống cửu thiên, hẳn rõ ràng hơn ta rất nhiều. Mạc Vân Lão Sư nói, cửu thiên cửu đế người bình thường không dám thảo luận, nhưng biết vẫn không ít, dù không cho phép thảo luận, cũng không có khả năng không biết Hoàng đế Đương Triều là ai chứ. Cố ý hỏi như vậy, trên thực tế là trong lòng có nghi ngờ. Chúng ta chỉ là người bình thường được Lão Sư cứu, thấy không chỗ nương tựa mới thu làm học sinh, bình thường gặp mặt cũng khó khăn, việc này sao có thể nói nhiều với chúng ta. Nếu không như thế mà nói, cũng sẽ không làm phiền Mạc Vân lão sư mang chúng ta ra sơn mạch này. Biết ý nghĩ của đối phương, Trương Huyền cười khổ. Cái này, Mạc Vân lão sư sửng sốt một chút, nghi hoặc trong lòng tiêu tán. Thần giới là có loại tình huống này, một ít lão sư khổ tu, đối đãi học sinh vô cùng nghiêm khắc, mỗi lần gặp mặt, đều là sắp đặt nhiệm vụ, không có phí lời quá nhiều. Loại chuyện cửu thiên cửu đến này, không nói rất bình thường. Không chỉ như vậy, người xem chúng ta, cơ bản đều không có đến thần linh làm sao đột phá lão sư cũng không nói chỉ nói thời cơ chưa thành thục cần cố gắng tu luyện chỉ có tích lũy hùng hậu sau khi đột phá mới có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn nhưng nơi này linh khí quá mỏng manh tu luyện quá khó khăn trương huyền lắc đầu dương huyền lão sư thật đúng là một lão sư nghiêm khắc đã theo kịp danh sư mới xuất hiện có thể gọi là dương sư mặc phân lão sư cảm xúc dương sư danh sư. Trong lòng Trương Huyền chấn động. Cái nghề nghiệp này là khổng sư sáng tạo, chỉ ở danh sư đại lục mới có, thượng thương cũng không nghe qua, không nghĩ tới ở đây nghe được. Là mấy chục năm qua, thần giới đột nhiên nhiều ra một nghề nghiệp, tự xưng danh sư, xây dựng danh sư đường, phụ trách truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, đối đãi học sinh có phương pháp và hệ thống giáo dục đặc thù, hiệu quả vô cùng tốt, có điều học sinh so với người bình thường càng thêm khổ cực một ít thấy hắn không biết, mặc Vân lão sư nói. Trương Huyền rung động, có danh sư và danh sư đường, khẳng định liên quan tới khổng sư. Xem ra ở thượng thương bị mình trấn áp kia, quả thực là phân thân, mà bản tôn cũng giống như mình, đã đi tới nơi này. Danh sư đại lục đã trải qua vài vạn năm, thượng thương tốc độ thời gian là một phần mười, đã trải qua mấy ngàn năm, mà ở đây. Tuy thực lực hắn thấp, cảm ứng không ra tốc độ trải thời gian cụ thể, cũng không ngoài ý muốn sẽ giống như thần điện nói cách khác là một phần trăm thượng thương một phần ngàn danh sư đại lục danh sư đại lục trải qua vài vạn năm nơi này chẳng qua mấy chục năm mà thôi không tiện trực tiếp hỏi trương huyền hữu ý vội ý nói bóng nói gió đột nhiên xây dựng danh sư đường sẽ ảnh hưởng cửu thiên cửu đế thống trị học viện phổ thông khác hẳn cũng bị xung kích chẳng lẽ các ngươi mặc kệ danh sư đại lục sở dĩ danh sư đường san sát đó là bởi vì đã tạo thành hệ thống đặc biệt, vô số người, thậm chí vương quốc, đế quốc đều lấy danh sư làm vinh, mà ở thần giới, cửu thiên cửu đế vi tôn, mỗi một thế lực đều có đế quân tôn sùng, giống như thượng thương sáu đại tông môn. Lấy một ví dụ, người chạy đến đại bàn lăng vân kiếm các tuyên dương công pháp thất tinh lâu, truyền thụ học sinh, không phải là cướp truyền nhân ưu tú của kiếm các sao, không bị dạy dỗ mới là lạ. Càng quan trọng hơn là, những học viện phổ thông này làm sao có thể để đối phương làm như vậy danh sư mạnh mẽ hắn tự mình trải qua giảng bài mạnh mẽ hơn lão sư bình thường không biết gấp bao nhiêu lần một khi mở ra những học viện phổ thông này còn có thể chiêu được học sinh sao bọn họ chủ trương hữu giáo vô loại dạy học sinh đều là những học viện chúng ta đào thải ra cơ bản không có thiên phú gì nói đến đây mặc phân lão sư xấu hổ cười một tiếng trương huynh Ta không phải nói các ngươi, chỉ là Vừa rồi nói vị Dương lão sư kia có tác phong của danh sư đường, Đào mắt liền nói, bọn họ chỉ thu phế vật mà học viện khác đào thải. Rõ ràng có ý chửi chó mắng mèo. Không sao cả. Trương Huyền xua tay, thiên phú của chúng ta quả thực không tốt, không đuổi kịp đệ tử học viện, nếu không không có khả năng ngay cả thần linh cảnh cũng không đột phá. Mạc Vân lão sư không dây dưa vấn đề này, mà nói thần sơn này thần linh chi khí có hạn, hàng năm thời điểm thu nhận học sinh, đều là học viện ưu tiên chiêu thu đệ tử, có thiên phú toàn bộ thu hết, bọn họ chỉ thu nhận còn lại, cho nên đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn. Chẳng qua, dừng lại một chút, mặc vân lão sư cảm xúc. Không thể không nói, đám danh sư này quả thực có chút bản lĩnh, những người chúng ta bỏ qua, không có khả năng đột phá kia, ở dưới bọn họ dạy bảo, vậy mà đều bước ra một bước cuối cùng, thậm chí có chút học sinh, tiến bộ còn nhanh hơn đệ tử chúng ta. Ở dưới loại tình huống này, chúng ta cũng phải liều mạng tu luyện, nếu không ta không có khả năng mang theo một đám hài tử chỉ có 17, 18 tuổi chạy đến nơi đây thí luyện. Đều là danh sư đường FA, nếu không, an toàn giảng bài dạy học thật tốt, mười mấy tuổi liền chạy tới núi hoang thí luyện. Nếu không sẽ theo không kịp những người kia, tuy bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không nói, cũng có động lực rất lớn. Còn Cửu Thiên Cửu Đế tự nhiên không cho phép hắn làm như thế, cho nên vị đại đế thiên tài kia mới khiêu chiến rất nhiều đế quân. Mười mấy năm trước, cùng càn khôn ma quân đóng cửa tỉ thí, kết quả làm sao, chúng ta không biết, nhưng u hồn thiên chúng ta không còn phản đối danh sư đường, cho phép bọn hắn tự do truyền đạo. Mặc phân lão sư lắc đầu. Mặc dù không biết kết quả giao đấu, nhưng nhìn thấy cục diện này thì biết, khẳng định là càn khôn ma quân thua. Nếu không, không có khả năng như vậy. Đại đế thiên tài, Ngươi nói vị đại đế vừa mới thăng cấp kia. Trương Huyền hỏi. Chính là hắn. Mặc vân lão sư gật đầu. Khó trách. Trương Huyền giật mình. Vừa rồi nghe đối phương nói cửu thiên cửu đế, tuyên cổ tồn tại, liền cảm thấy kỳ lạ. Tại sao lại đột nhiên toát ra một vị có thể tranh tài, hiện tại xem ra, hẳn là khổng sư. Thần giới mấy chục năm, danh sư đại lục mấy vạn năm, thời gian cũng đối ứng. Mấu chốt nhất là, khổng sư ở danh sư đại lục, đã từng được không ít người xưng hô đại thánh thiên tài. Nơi này trở thành đại đế thiên tài hoặc đế quân thiên tài cũng đúng lúc ăn khớp. Ngắn ngủi mấy chục năm, ngang dọc đại lục, sáng tạo danh sư đường, đơn đấu tám đế, ép bọn họ thừa nhận thân phận, hơn nữa đồng ý mở danh sư đường. Không hổ là khổng sư, cho dù ở thần giới có vô số cường giả, đồng dạng nghịch thiên đến làm người tuyệt vọng. Đương nhiên, bất kể có phải là khổng sư hay không, hắn cũng không vội đi bái kiến. Đã trải qua sự kiện khổng sư giả, trước khi không có năng lực tự vệ, chạy tới tìm đối phương, ngộ nhỡ muốn cướp đoạt Thiên Đạo thư viện, vậy thì xong đời. Không phải nghi ngờ nhân phẩm của Khổng sư, mà là thất phu vô tội mang ngọc có tội, không có thực lực ngang hàng đối phương, tốt nhất đừng vội tiếp xúc. Tuy Khổng sư giả làm nhiều việc ác, nhưng ít ra có một chuyện nói hắn rất tán đồng. Đó chính là, bản thân và Khổng sư đều nắm một bộ phận Thiên Đạo trong tay, cả hai hợp nhất Nhất định có thể để cho một người thực lực tăng nhiều, thậm chí đi đến tình trạng không cách nào tưởng tượng được. Loại lợi ích này, thánh nhân cũng chưa chắc có thể chống cự. Áp chế khiếp sợ trong lòng xuống, Trương Huyền tiếp tục hỏi. Mạc Vân lão sư mới vừa nói, "Thần sơn thần linh chi khí có hạn, là ý gì?" Vừa rồi đối phương nói, "Thần linh chi khí ở thần sơn, để hắn tràn đầy nghi hoặc. Xem ra Dương sư thật đúng là không có nói với các ngươi." Cũng đúng các người còn không có tôi luyện đến cực hạn, không biết rất bình thường. Thấy hắn không hiểu, Mạc Vân lão sư không có trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại. Trương Huynh, lấy ánh mắt của người đến xem, nồng độ linh khí trên linh cơ sơn này như thế nào? Linh cơ sơn, Trương Huyền rốt cuộc biết tên của ngọn núi này, ghi vào trong óc, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, nhịn không được lắc đầu. Ngọn núi này, hầu như không có bất kỳ linh khí gì, làm cho không người nào có thể tu luyện bình thường. Vừa đến thần giới hắn liền phát hiện, nơi này cuồng phong tàn phá bừa bãi, mấu chốt nhất là linh khí mỏng manh hầu như không có, căn bản không có cách rút ra, chuyển hóa thành lực lượng trong cơ thể, nếu không mọi người cũng không đến mức dựa vào ăn rau dại mà sống. May mắn những rau dại này còn có chút linh khí, nếu không đường đường vạn thế chi sư, thượng thương đệ nhất nhân, đi vào thần giới, kết quả bị chết đói, sẽ làm người cười rụng răng. Đúng vậy, không chỉ nơi này như vậy toàn bộ thần giới chỉ cần địa phương không có thành trì đều giống như nơi này linh khí suy yếu thậm chí không ít vị trí đã hoang tàn vắng vẻ mặc Vân lão sư lắc đầu linh khí suy yếu hoang tàn vắng vẻ trương huyền xứng sở tại nguyên chỗ có chút không dám tin tưởng nơi đây chính là đỉnh phong nhất của chư thiên vạn giới ah vậy mà trừ thành thị linh khí suy yếu để người không dám tưởng tượng Hết chương 3.753 chương 3.754 suy yếu thần giới ở trong tưởng tượng của Trương Huyền thần giới hẳn là cường giả vô số cao thủ nhiều như mây linh khí khắp nơi cực kỳ đầy đủ tùy ý có thể để người ta đột phá tiện tay nhặt lên cành cây cũng mạnh mẽ hơn tiên khí tuyệt phẩm thậm chí vượt qua ngụy thần khí cỏ dại khắp nơi cũng là tiên dược chữa thương và đột phá vượt qua nguyên lực đan tuyệt phẩm khắp nơi là bảo đầu đầu cũng có của cải. Nhưng nghe đối phương nói, linh khí suy yếu, vạn vật suy yếu, cảm giác giống như phế tích vậy. Tựa như linh cơ sơn, mặc dù có chút thực vật, nhưng kèm theo thời gian lâu dài không cách nào hấp thu linh khí, giống như cây không có ánh nắng, cuối cùng sẽ trở nên khô héo, chậm rãi biến mất. Cũng chính là nguyên nhân này, mỗi lần Trương Huyền tìm kiếm rau dại, cơ hồ đều phải đi hơn nửa ngày, thậm chí một ngày, lấy được số lượng cũng rất có hạn nơi này thật sự là thần giới. đến nơi này, ngay cả cọng cỏ cũng không có gì để ăn. làm sao cảm giác giống như cổ chiến trường của dị linh tộc vậy? suy yếu, hoang tàn, tựa như phế tích. trên núi còn có không ít rau dại và trái cây ẩn chứa linh khí, loại suy yếu này hẳn là kéo dài thời gian không lâu a. À? trương huyền nhịn không được hỏi. nếu như thời gian dài, một mực không có linh khí, nơi này chỉ sợ sớm đã biến thành một núi hoang bất kỳ thảm thực vật gì cũng sẽ không tồn tại, lúc này còn có thể tìm tới cây cối và rau dại, thậm chí trái cây, thần thú. Chứng minh thời gian suy yếu sẽ không quá dài. Thấy hắn hỏi như vậy, Mạc Vân lão sư càng thêm nghi ngờ nhìn qua. Ngươi không phải là mới đến thần giới chứ? Đương nhiên sẽ không, chúng ta vốn sinh hoạt ở trong một sơn thôn nhỏ, hoàn toàn tách biệt với thế gian, đối với sự tình ngoại giới biết không nhiều. Về sau xuất hiện một trận ôn dịch, chỉ còn lại mấy người chúng ta được lão sư cứu, cho nên rất nhiều chuyện đều không biết." Trương Huyền xấu hổ cười nói, "Không biết thần giới đối với phi thăng giả là có thái độ gì, có điều vẫn phải cẩn thận một chút, nếu không bị người bán đi cũng không biết." "Ừm." Thấy hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, khả năng không quá muốn nói, mặc Vân lão sư cũng không truy cứu nữa, nói, "Loại linh khí tán loạn này, lần đầu tiên xuất hiện, có lẽ là hơn 40 năm, không cao hơn 50 năm trước." Lúc ấy trời đất sụp đổ, toàn bộ bầu trời giống như sập nửa bên, hồng thủy lan ra đại địa, truyền thuyết tứ thiên đế quân chấn thủ đông, nam, tây, bắc tự mình ra tay, chém bốn chân của thiên địa quy làm cột chống trời, lúc này mới ổn định được thế giới. Nói đến đây, Mạc Vân Lão Sư cười cười. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, có phải thật hay không rất khó nói. Cũng có người nói là đế quân ở trung tâm tự tại thiên luyện hóa ngũ sắc thạch phá trời. Tóm lại, các loại thuyết pháp đều có, nhưng từ khi đó bắt đầu, linh khí các nơi tán loạn, trừ trong các thành trấn cơ bản đều giống như nơi này, rất khó cư trú sinh mệnh. Cái này, trong lòng Trương Huyền chấn động kịch liệt. Hơn 40 năm trước, tiếp cận 50 năm, đổi lại thời gian ở Thượng Thương, chính là hơn 4.000 năm trước, thời gian ở danh sư Đại Lục là hơn 4 vạn năm. Chính là thời điểm khổng sư đột nhiên xuất hiện, sáu đại tông môn của Thượng Thương lập giáo. Thần giới xuất hiện vận rủi, thiên địa sụp đổ, Khổng Sư khống chế thiên đạo hữu tự. Chẳng lẽ giữa hai bên có liên hệ đặc biệt gì? Nếu có liên hệ mà nói, như vậy thư viện thiên đạo hữu khuyết của mình có thể cũng liên quan đến hay không? Dù sao thiên đạo không có khả năng đột nhiên xuất hiện, thư viện của hắn ở thần giới cũng có thể sử dụng, chứng minh cấp bậc thiên đạo không thua thiên đạo ở thần giới. Làm cho lòng người không thể không sinh ra nghi này. Linh khí suy yếu, cho nên muốn đột phá thần linh đã không dễ dàng giống như lúc trước. Hơn nữa đột phá càng nhiều, tiêu hao tài nguyên càng lớn, vô cùng có khả năng dẫn tới biến cố càng lớn, cho nên cửu thiên cửu đế chỉ có thể khống chế số lượng thần linh, tự mình ra tay xây dựng chín thần sơn. Muốn đột phá đến thần linh, nhất định phải đi thần sơn, tìm kiếm thần linh chi khí, người thành công đột phá thì tiếp tục đi tới, người không thành công cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận làm người bình thường. Mạc Vân Lão Sư tiếp tục nói. Trương Huyền bừng tỉnh hiểu ra. Loại tình huống này giống như ở côn hư cảnh, tài nguyên nhất định, không có thiên phú, không có tư cách, liền triệt để mất đi tư cách tấn cấp. Mặc dù rất tàn khốc với tu luyện giả, nhưng lại có thể để cho một thế giới kéo dài phát triển, không đến mức sụp đổ. Dương sư rèn luyện các ngươi như vậy, rõ ràng là muốn các ngươi ở thời điểm ngụy thần, sức chiến đấu mạnh hơn, hơn nữa thí luyện trong núi hoang, càng có thể thích ứng hoàn cảnh thần sơn, tìm được thần linh chi khí, từ đó thuận lợi đột phá mặc phân lão sư cảm xúc không hổ là người danh sư đường thật sự là dụng tâm lương khổ khó trách cho dù bọn hắn thu nhận học sinh thiên phú bình thường cuối cùng thành tựu lại không thua những thiên tài kia a à, xấu hổ ta cũng không phải nói ngươi thiên phú thấp cũng không có bất kỳ ý khinh thường trương huyền nháy con mắt không biết trả lời như thế nào đám người triệu nhã kém chút bật cười dám nói lão sư của các nàng thiên phú thấp người trước mắt này lá gan thật đủ lớn Lão sư ở danh sư đại lục tu luyện không tới 2 năm, ở thượng thương không quá 2 tháng, toàn bộ chuyển đổi thành thời gian ở thần giới. Danh sư đại lục là 0.73 ngày, thượng thương 0.6 ngày, tổng cộng 1.33 ngày. Ở thần giới là 16 canh giờ. Đối với ngươi mà nói, chỉ là ngủ một giấc, lão sư từ người bình thường, tấn cấp thành thần linh, một đường bật hách, cảnh giới lớn nhỏ mấy chục cái. Người dám nói thiên phú của hắn kém. Nói đùa cái gì vậy? khụ khụ, ta không để tâm. Trương Huyền lắc đầu, lại hỏi thăm một ít chuyện, mặc phân lão sư ngược lại là biết gì nói nấy, rất nhanh, Trương Huyền xem như có chút quen biết thần giới. Không hổ là tồn tại đỉnh phong nhất của chư thiên vạn giới, quả thực rất mạnh, nhưng mà mạnh mẽ cũng có chỗ xấu của mạnh mẽ, đó chính là không có chú ý quy củ như danh sư đại lục. Chân chính thực lực phi tôn, cường giả có thể tung hoành thiên hạ, ngao du tứ phương, kẻ yếu chỉ có thể ở trong thành không dám ra ngoài, nếu không gặp được giặc cướp, sẽ cực kỳ có khả năng mất cả người lẫn của, chết tha hương không chỗ chôn. Đương nhiên đây đều là ở ngoài thành, nội thành thì nhất định phải tuân thủ quy củ. Thành chủ mỗi một thành đều có quyền lợi và thực lực tuyệt đối. Tỷ như Dạ Minh thành, thành chủ Ngô Phương Thanh chính là một cường giả thiên thần cảnh, đầu đồng thiết tí, đao thương bất nhập, từng tay không huyết tẩy 18 sơn trại, quỷ thần không dám ngăn cản. Nội thành nhất định phải tuân thủ quy củ hắn quy định nếu không sẽ bị ngăn cấm. Cường giả lập ra quy củ, kẻ yếu tuân thủ. Nếu không sẽ bị giết, bị rút ra thần linh chi khí. Đây là thần giới, luật rừng trần trụi. Mạc Vân lão sư, có thể nói cho ta sự tích của vị Thiên Túng đại đế kia không? Vương Dĩnh dường như cảm giác được không đúng, tò mò hỏi. Thiên Túng đại đế là siêu cấp cường giả gần mấy chục năm trước đột nhiên xuất hiện, nổi danh là ở hơn 40 năm trước, hắn chỉ là một thần linh thượng phẩm một mình đối chiến 8 vị thiên thần hạ phẩm, cuối cùng thành công đánh giết, xếp thứ nhất trên thiên thần tiềm lực bảng. Ánh mắt của Mạc Vân lão sư lộ ra tôn sùng, xem ra đối với vị đại đế đột nhiên xuất hiện kia, hắn là từ nội tâm cảm thấy khâm phục. Thiên thần tiềm lực bảng. Ở cửu thiên, mỗi một chỗ đều sẽ có thiên thần tiềm lực bảng thuộc về mình, có thể đi vào 10 vị trí đầu, hầu như đều không ngoại lệ có thể tấn cấp đến thiên thần thượng phẩm. Thậm chí trước ba sẽ có cơ hội thành tựu thần vương. Nguyên nhân chính là như vậy, bảng danh sách này là đối tượng vô số tu luyện giả truy đuổi, chỉ cần có thể tiến vào, chẳng khác nào bước vào đại môn có vô số tài nguyên cung cấp, về sau tiền đồ vô lượng. Trong mắt mặc Vân lão sư tràn đầy hâm mộ. Thần giới khống chế tài nguyên, không có thiên phú là không thể nào đạt được cơ hội bồi dưỡng tốt, cho nên sẽ xuất hiện các loại bảng danh sách để tu luyện giả đi tranh đoạt. Đạt được thứ tự tốt mới có thể thu được tư cách bồi dưỡng, tấn cấp tu vi cao hơn điểm ấy gần giống như côn hư cảnh. Sau khi đạt được đệ nhất, không đến một năm, liền thành công đột phá đến thần vương cảnh, tiếp đó ở trong linh khí triều, một người độc chiếm vị trí đầu, được bảy đại đế quân đồng thời ban cho vinh dự thần vương phong hào. Lại qua không đến một năm, bắt đầu khiêu chiến cửu thiên cửu đế, vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người cảm thấy, người này quả thực điên rồi, ai biết trận đầu liền chiến thắng. Về sau mấy chục năm, từng cái ước chiến chín vị đế quân, Nghe nói hiện tại chỉ còn lại có vị đế quân ở trung tâm tự tại thiên là chưa tỉ thí qua, mặt khác đều đã công nhận thân phận của hắn. Tuy kết quả không có người biết, nhưng đã công nhận thân phận, vô cùng có khả năng là tám đế khác. Đều thua. Mặc phân lão sư thấp giọng Dính dáng cửu thiên cửu đế, tuy ngoại giới truyền ngôn chắc như đinh đóng cột, nhưng vẫn không nên truyền đi cho thỏa đáng. Liên tục khiêu chiến tám vị đế quân. Trương Huyền nghe nhiệt huyết sôi trào. Không hổ là khổng sư, bất luận ở thế giới nào, cuối cùng đều là nhân vật đứng ở đỉnh phong nhất. Không biết vị đế quân ở Tử Tại Thiên kia tên gì, vì sao không tỉ thí với hắn? Trương Huyền tò mò hỏi. Khiêu chiến đế quân, đến cùng thắng hay thua, người bình thường không biết, nhưng đều là đế quân, khẳng định sẽ biết. Có phải vị đế quân ở Tử Tại Thiên kia biết những người khác thua, không dám so đấu hay không? Cái này ta cũng không biết, nói đến vị đế quân ở Tử Tại Thiên, khống chế cả thần giới, cửu đế Chí tôn, là đế quân lợi hại nhất của thần giới, cũng là vị thần bí nhất. Ngoại giới không có một chút tin đồn liên quan tới hắn, cụ thể là nam hay nữ, già hay trẻ đều không rõ ràng, thậm chí ngay cả họ tên cũng không biết. Nhưng vị trí trung tâm từ tại thiên, không người dám động, thần giới sừng sững không biết bao lâu, cũng không có người dám đánh chủ ý nơi này. Nói đến đây, Mạc Vân Lão Sư đột nhiên giật mình, tự biết nói quá nhiều, xấu hổ cười một tiếng. Được rồi, Ngày hôm nay không nên nói nhiều, chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, sự tình cử thiên cử đế, không liên quan gì tới chúng ta, cũng tham dự không được, không cần buồn lo vô cớ. Ừm, biết lại hỏi cũng hỏi không ra cái gì, Trương Huyền không nói thêm lời, tất cả mọi người một ngày thí luyện, đều rất mệt mỏi, các học sinh của Mạc Vân lão sư dựa vào trên vách đá ngủ thật say. Ngay cả vị lão sư này cũng nhắm mắt lại, không biết có ngủ hay không. Chỉ có Trương Huyền cùng với rất nhiều học sinh toàn bộ khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt tu luyện. Mặc dù linh khí nơi này vô cùng mỏng manh, nhập không đủ suất, tu luyện cực kỳ khó khăn, nhưng các nàng vẫn không dám trễ nãi một phân một hào. Ừm, tu luyện tới sau nửa đêm, Trương Huyền đang định nghỉ ngơi, đột nhiên ngừng lại, giống như cảm ứng được cái gì, nhìn về phía một phương hướng, lông mày không khỏi nhăn lại. Hết chương 3754. Chương 3755, Thanh thú cổ thảo một bên mặc phân lão sư cũng mở mắt bảo vệ học sinh thí luyện không có khả năng ngủ an tâm đồng dạng cảm ứng được cái gì liếc mắt nhìn qua một bên con mắt nhịn không được sáng lên thấy biểu lộ của hắn dường như rõ ràng cái gì trương huyền nghi ngờ nhìn qua không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tật phong xa ly thú mà lần luyện tập này chúng ta muốn tìm mặc phân lão sư đứng dậy trương huyền cau mày đối với thần giới hắn hoàn toàn không biết gì cả đây là loại động vật gì cũng không rõ ràng. Thấy hắn không hiểu, Mạc Vân Lão Sư nói. Là một loại thần thú thần linh hạ phẩm, năng lực tấn công và phòng ngự không mạnh, nhưng am hiểu tốc độ, huyết dịch cùng tinh hạch trong cơ thể ẩn chứa lực lượng phong thuộc tính, sau khi dùng, có thể để tốc độ người ta trở nên cực nhanh. Tuy không nguy hiểm, lại không dễ bắt, đối với học sinh thí luyện mà nói, thích hợp nhất. Căn cứ chúng ta điều tra, sao huyệt của nó hẳn cách chúng ta một đoạn lộ trình, không nghĩ tới xuất hiện ở chỗ này. Lần luyện tập này chính là vì bắt đối phương, vốn nghĩ trước thời hạn trở về, thí luyện sẽ thất bại, không nghĩ tới ngủ đến nửa đêm, tự nó lại chạy tới. Thẩm thanh, một tiêu tiêu, nhanh đứng dậy. Giải thích xong, Mạc Vân lão sư cười nhạt một tiếng, hạ giọng hô một tiếng. Mặc dù những học sinh này đã ngủ, nhưng dù sao cũng là thần linh, nghe được tiếng là toàn bộ bò dậy, thời gian nháy mắt điều chỉnh trạng thái tốt nhất, từng cái ánh mắt lấp lánh nhìn qua lão sư làm sao vậy thanh niên áo trắng thẩm thành mang theo nghi hoặc chính ngươi nghe mặc phân lão sư cũng không nói chuyện mà chỉ về phía trước thẩm thành lắng nghe một chút con mắt trong nháy mắt trở nên hừng hực là tật phong xa ly thú không sai mặc phân lão sư gật đầu quá tốt rồi xem ra ngày hôm nay có thể hoàn thành nhiệm vụ thẩm thành tràn đầy hưng phấn nhảy lên đi gọi các đồng học. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, dựa theo phương án trước đó chúng ta thiết lập, hành động. Tốt, tất cả mọi người đều hạ giọng, thân thể lay động, đồng loạt vọt ra ngoài. Thấy bọn họ rời đi động tác chỉnh tề như một, không có bất kỳ dư thừa hoặc lãng phí, cũng không có dẫn tới tiếng gió và động tĩnh mảy may, Trương Huyền nhịn không được gật đầu. Không hổ là đệ tử học viện, thoạt nhìn quả thực không đơn giản. Mặc dù chỉ là thần linh phổ thông, nhưng sức chiến đấu của những người này lại không tệ. Trương huyền huynh đệ, các ngươi ở đây tiếp tục nghỉ ngơi, ta đi qua trông chừng bọn hắn. Mạc Vân lão sư cười ha ha, cũng đứng dậy theo sát tới. Triệu nhã, người phụ trách cảnh giới, chăm sóc tốt sư đệ, sư muội và sư công, ta đi một chút liền về. Bàn giao một câu, Trương huyền biến mất tại nguyên chỗ. Tật phong xa ly thú, hắn còn không có gặp qua, vừa vặn nhìn một chút, những đệ tử học viện này làm sao phối hợp bắt, cũng có thể có càng nhiều hiểu rõ với thần giới. Tốc độ mọi người rất nhanh, thương thế của Trương Huyền không có hoàn toàn khôi phục, miễn cưỡng đuổi theo, vừa tới đằng sau một khối nham thạch, liền thấy đám người thẩm thành đã vây quanh một thần thú ở trung tâm. Là một thần thú bộ dáng hồ ly, hình thể không lớn, ở dưới mọi người bao vây, tả hữu xung đột, lực lượng không mạnh, nhưng giống như Mạc Vân Lão Sư nói, tốc độ xác thực cực nhanh đám học sinh này không tệ. Trương Huyền liếc mắt nhìn, nhịn không được gật đầu. Còn tưởng là một đám học viên ngu ngốc, giờ phút này nhìn thấy thủ pháp vây công, nhất thời bỏ đi ý nghĩ kia. Nhất cử nhất động của bọn hắn đều phù hợp quy luật trận pháp, tất cả đường đi của tật phong xa ly thú đều bị đóng kín, cho dù tên này tốc độ rất nhanh, nhưng Thủy Trung không cách nào chạy trốn. Khó trách Mạc Vân Lão Sư vẫn cảm thấy hơn người một bậc, xem thường học sinh mà danh sư thu nhận, những người này xác thực không tầm thường. Lực lượng, ý thức, động tác, đều là nhân tuyển tốt nhất, vượt xa người bình thường. Xem ra tật phong xa ly thú trốn không thoát. Trương Huyền lắc đầu. Tuy tốc độ của thần thú này rất nhanh, nhưng năng lực của đám học sinh kia không yếu, bắt được đối phương đã thành kết cục đã định, nhìn hay không nhìn đều không quan trọng. Đang muốn trở về, tiếp tục tu luyện khôi phục thương thế, trong lòng đột nhiên chấn động. Căn cứ hắn lý giải thánh thú, Linh thú, những động vật này, mỗi một cái đều có phạm vi thế lực thuộc về mình, dưới tình huống bình thường là rất ít vi phạm. Dựa theo Mạc Vân Lão Sư nói, đối phương sinh hoạt cách nơi này ít nhất còn có nửa giờ, làm sao lại hơn nửa đêm xuất hiện. Minh Lý Chi nhãn nhìn sang. Dấu vết hành động rắc rối phức tạp xuất hiện ở trước mắt, ánh mắt trương huyền sáng lên. Đầu này phương hướng tật phong xa ly thú tiến lên, rõ ràng có một dấu vết mờ mờ, hiển nhiên thứ này đang đuổi bắt cái gì dọc theo dấu vết lan ra xa, biến mất ở trong đêm tối sau lưng mọi người, Trương Huyền nhẹ nhàng đi tới. Có thể để cho thần thú này hơn nửa đêm bất chấp nguy hiểm rời khỏi sao huyệt của mình, đồ vật muốn truy nã nhất định không đơn giản. Đi về phía trước không bao xa, Trương Huyền ngừng lại. Dấu vết ở trong một rừng cây dày đặc biến mất không thấy gì nữa. Trương Huyền nhíu mày, thân thể vụt qua, đi vào trong rừng rậm. Cuối tháng trăng tàn, không tính quá sáng, rừng cây cành lá rậm rạp, che chắn bốn phía đen kịt một màu, minh lý chi nhãn của Trương Huyền cũng bị hạn chế, nhìn không rõ lắm. Ngừng lại, dấu vết ở đây biến mất không thấy hình bóng. Cúi đầu tìm một vòng, Trương Huyền nhíu mày. Địa phương dấu vết biến mất, chỉ có một ít thực vật phổ thông, không nhìn ra bất kỳ đặc thù. Chẳng lẽ đồ vật tật phong xa ly thú truy nã hư không tiêu thất? Hắn chỉ là tò mò, có thể để cho thứ này bất chấp nguy hiểm đi ra bắt, đến cùng là cái gì, lại là vật gì, hiện tại dưới tình huống thứ này có dấu vết rõ ràng, lại hư không tiêu thất, lập tức sinh ra hứng thú nồng đậm. Đi vào thần giới hơn nửa tháng, thư viện không thể dùng, không ít thực vật ở thần giới khác biệt thượng thương, danh sư đại lục, làm sao phân biệt có độc tính hay không, có thể ăn hay không, dựa vào đều là minh lý chi nhãn. Chỉ cần có sinh mệnh phổ thông khác thường xuyên ăn, hẳn sẽ không có vấn đề. Đương nhiên, cho dù có độc cũng không quan trọng trong bọn họ có một vị tiên thiên độc thể cùng lắm thì nàng ăn trước cảm thấy không ngon miệng khẳng định sẽ không có độc còn nàng thấy ngon miệng người khác ăn vào sẽ chết ngay gần đây một mực sử dụng cho nên đối với năng lực của minh lý chi nhãn ở thần giới biết rất rõ ràng dấu vết biến mất ở đây như vậy đồ vật đối phương muốn truy nã nhất định vẫn còn ở lân cận lần nữa tìm một vòng vẫn không thu được gì trương huyền cau mày dấu vết ở đây trừ khi phi thiên độn địa, nếu không tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được mình. Có thể phi thiên, xa ly thú khẳng định không đuổi kịp. Chẳng lẽ là độn địa? Bùn đất dưới chân khô quát, không có dấu vết bị đào qua, Trương Huyền đang nghi hoặc, đột nhiên con mắt rơi vào trên một bụi cỏ dài. Bụi cỏ này, dung hợp ở bốn phía không tính quá mức bất ngờ, nhưng chung quanh đây, vì tìm kiếm rau dại, hắn qua không dưới mười mấy lần, có thể bảo đảm, tuyệt đối không nhìn thấy gốc cỏ này lúc trước nếu nhìn thấy, đoán chừng đã lấy tới ăn, không có khả năng lưu đến bây giờ. Bàn tay nhẹ nhàng sờ một cái. Vù, một quyển sách xuất hiện ở trong óc. Thanh thú cổ thảo, có thể ở giữa thú và thảo tự do chuyển đổi, có tác dụng ôn dưỡng linh hồn cực lớn, phối hợp máu của ma dương thú, phối chế dược vật, có thể để cho linh hồn của thần linh phổ thông tấn cấp đến thiên thần. Thiếu hụt, một, nắm giữ độc tính cực lớn, có hại với thân thể người, không có cách nào giải độc, linh hồn tiến bộ, nhưng thân thể sẽ tổn thương. 2. Số lượng thưa thớt, rất khó tìm. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Nếu không phải thư viện có thể sử dụng, khả năng thật bị đối phương giấu giếm qua. Thứ này lớn lên quả thực giống cỏ như đúc, nhìn không ra khác biệt mảy may. Chính là thú, lại là thảo, không nói danh sư đại lục và thượng thương, kiếp trước cũng có tồn tại, đông trùng hạ thảo đông là sâu, hạ là thảo chính là như thế, giá trị y dược cực lớn không nghĩ tới trước mắt cũng như vậy hơn nữa có hiệu quả với linh hồn trực tiếp để linh hồn của thần linh tấn cấp đến thiên thần có thể xưng kinh khủng khó trách xa ly thú vì đối phương không tiếc từ xào huyệt xông ra bất chấp nguy hiểm còn độc tính đối với hắn nắm giữ thiên đạo công pháp mà nói không quan trọng rõ ràng chuyện gì xảy ra sao có thể để loại bảo vật trước mắt này chạy trốn trương huyền ngừng thở bỗng nhiên bắt tới dường như cảm nhận được trong lòng của hắn sinh ra ý bắt, cỏ xanh nhẹ nhàng vụt qua, bỗng nhiên từ trong đất bùn nhảy ra ngoài, thẳng tắp sông về phía trước. Tốc độ nhanh chóng, tựa như một cơn gió. Trốn chỗ nào? Trước đó bắt thỏ, là bởi vì thương thế quá nặng, đêm nay ăn một bữa cơm no, thể lực khôi phục không ít, ngay cả cỏ cũng bắt không được, vậy thì thật quá mất mặt. Trương huyền xảy bước ra, nhảy 7-8 mét, lăng không chảo một cái. Thần lực từ năm đầu ngón tay thả ra, hình thành một tấm lưới đánh cá. Tâm tự song ti võng trung hữu thiên thiên kết. Kiếm pháp vượt qua thiên đạo bao phủ xuống, lập tức bao vây bụi cỏ ở bên trong. Nhẹ nhàng bóp một cái, cầm ở trong lòng bàn tay, tinh thần khẽ động, lan ra trong đó, quả nhiên phát hiện một cỗ lực lượng để cho linh hồn người ta ấm áp. Ngón tay ngoắc ngoắc một cái, kiếm khí triệt để bao phủ, để nó không cách nào chạy trốn, lúc này Trương Huyền mới bỏ vào trong ngực, dùng quần áo che chở. Hiện tại cấp bậc linh hồn của hắn chỉ là thần linh hạ phẩm, nếu như có thể tấn cấp đến thiên thần, coi như gặp được thiên thần chân chính cũng không cần sợ hãi. Cất kỹ dược liệu, trở lại chỗ cũ, phát hiện Mạc Vân Lão Sư mang theo rất nhiều học sinh quay về, tật phong xa ly thú ngay ở trong tay đối phương không ngừng dẫy ruộng, lại không thể làm gì. Chúc mừng, thấy bọn họ hoàn thành thí luyện, bắt được thần thú, Trương Huyền mỉm cười. Vừa rồi cảm thấy thứ này không thể chạy trốn hiện tại xem ra quả nhiên không sai trương huynh đệ đi nơi nào thấy hắn không ở cùng mọi người mặc phân lão sư nhíu mày lộ ra nghi hoặc thấy các ngươi đi bắt thú ta liền đi qua nhìn một chút còn không có tìm được các ngươi liền trở lại cho nên đi lạc đường trương huyền nói chỉ một đoạn khoảng cách cũng đi lạc đường thật đúng là ngốc nghếch ngô tiêu tiêu khẽ nói lần nữa nhìn về phía trương huyền ánh mắt lộ ra xem thường đám người kia kém chút làm hại bọn họ thí luyện không thành công, thực lực mạnh ngược lại cũng thôi, chút khoảng cách ấy cũng lạc đường. Thật không phải ngốc bình thường. Mấu chốt nhất là, trước đó ánh mắt của thẩm thành sư huynh một mực ở trên người nàng, từ khi mấy nữ hải kia xuất hiện, nhìn cũng không nhìn nàng một cái, vừa nghĩ đến đây, liền nổi giận nói không ra lời. Hết chương 3755 chương 3756 Nhất phân trần Người nói người nào ngốc Triệu nhã nhíu mày đứng dậy làm nhục nàng có thể nhưng làm nhục lão sư tuyệt đối không được. Nói người nào trong lòng người đó rõ ràng. Ngô Tiêu Tiêu nhếch miệng, không có thực lực về sau ít chạy loạn, nếu không gặp được nguy hiểm lại phải phiền phức người khác đưa trở về. Được rồi, Mặc Phân lão sư quát, lão sư. Ngô Tiêu Tiêu ngẩng đầu, bớt tranh cãi. Mặc Phân lão sư nhíu mày nhìn lại, Tiêu Tiêu nàng tuổi còn nhỏ không hiểu lễ nghi trong ngôn ngữ có chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi không sao cả trương huyền lắc đầu trương huyền ngang dọc danh sư đại lục thượng thương tâm cảnh sớm đã trầm ổn như sắt còn không đến mức chấp nhặt với một nữ hài tóm lấy tật phong sa ly thú mặc phân lão sư dường như dùng phương pháp đặc thù gì tra hỏi sau đó lặng lẽ rời khỏi đám người tìm tiếp cận một canh giờ cuối cùng cao mày trở về hiển nhiên hắn cũng phát hiện không đúng chỉ là không tìm được thanh thú cổ thảo. Còn Trương Huyền, không có quá nhiều nghi ngờ. Tốc độ như xa ly thú này cũng không bắt được, vị thần linh phổ thông kia hầu như cái gì cũng không hiểu, coi như nhìn thấy, cũng chưa chắc biết, chớ nói chi là bắt được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, bình minh tới, mọi người xuất phát. Nhiệm vụ hoàn thành, lại có thể giúp vị tiền bối kia, mặc vân lão sư thở phào nhẹ nhõm. Đoàn người đi ra linh cơ sơn đi qua một chuyến mặc phân lão sư cùng rất nhiều học sinh xe nhẹ đường quen lại thêm linh khí suy yếu thần thú hung mãnh trong núi đã chạy không sai biệt lắm nên không có gặp được nguy hiểm quá lớn liên tục đi ba ngày trong khoảng thời gian này có thần linh trung phẩm như mặc phân lão sư ra tay đi săn không thành vấn đề thức ăn đã không cần lo lắng có năng lượng bổ sung thiên đạo chi khí dần dần khôi phục thương thế trong cơ thể trương huyền hoàn hảo không chút tổn hại Tuy cách tu vi đột phá còn không biết năm nào tháng nào, nhưng ít ra không có suy yếu như trước đó. Ngày hôm nay hẳn có thể rời khỏi sơn mạch rồi. Mạc Vân Lão Sư nói, có điều mọi người không được nới lòng cảnh giác, bên ngoài linh cơ sơn có không ít giặc cướp sơn tặc, những người này cái gì cũng không quan tâm. Linh khí suy yếu, vì sinh tồn, không ít tu luyện giả vào rừng làm cướp, cướp đoạt thương đội hoặc lữ khách qua lại, tuy phủ thành chủ thường xuyên vây quét, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ lửa rừng đốt không hết, gió xuân thổi lại mọc. Không giải quyết triệt để vấn đề linh khí, loại tình huống này sẽ một mực tồn tại, không ai có thể tránh khỏi. Nghe được giặc cướp sơn tặc, vẻ mặt mọi người nghiêm túc hơn không ít. Lần luyện tập này, trên núi nguy hiểm, ngược lại không lớn bằng đoạn đường trở về dạ minh thành. Người nghe rõ chưa, trên đường tuyệt đối không nên chạy loạn, mặt khác, gặp được sơn tặc, chúng ta không bảo vệ được các ngươi. Một tiêu tiêu nhìn về phía đám người trương huyền, hừ lạnh nói. Trương Huyền gật đầu, mặc kệ gặp được cái gì, hắn cũng chưa hề gửi hy vọng cho người khác, tất cả dựa vào mình. Triệu Nhã, nếu quả thật gặp được Sơn Tặc, người đi theo đằng sau ta là được, ta bảo vệ người an toàn. Thẩm Thành đi nói, không cần, Triệu Nhã không thèm để ý, đi tới sau lưng lão sư. Cái này, bị cự tuyệt, Thẩm Thành có chút xấu hổ. Ngô Tiêu Tiêu nhìn mà nghiến răng vì phòng ngừa ngoài ý muốn mọi người đi đường suốt đêm lão sư nghỉ ngơi một lát đi không sai biệt lắm lại quá hai canh giờ liền có thể trở về thành không cần thiết một mực đi đường nếu không bình minh chúng ta lại đi cũng không muộn ngô tiêu tiêu nói đi hơn nửa đêm tất cả mọi người cảm thấy thân thể có chút chịu không nổi ngược lại đám người chịu nhã tu vị yếu lại không nói một lời cũng không nhìn ra bất kỳ mệt mỏi cũng tốt thấy cách thành thị không xa Mạc phân lão sư cũng thở phào nhẹ nhóm gật đầu đám người tìm một chỗ trúng đốt lửa trại ngồi xuống đang chuẩn bị nghỉ ngơi đột nhiên nơi xa truyền đến âm thanh móng ngựa gấp rút ngay sau đó mặt đất chấn động dường như có một đám người lao đến nguy rồi không nghĩ tới cách thành thị không xa sẽ có người đêm khuya tới mặc phân lão sư biến sắc phung tay lên dập tắt hỏa diếm vội vàng đứng dậy nhìn sang luật luật móng ngựa ngừng lại hơn 10 bóng người cưỡi ngựa cao to đi vào trước mặt, vây quanh mọi người lại. Trung niên dẫn đầu tay cầm yển nguyệt đao, trên mái tóc đen nhánh có một lọn tóc xám đáp lên trên mặt, cùng khuôn mặt trắng noãn hình thành chênh lệch rõ ràng. Nhất phân trần, đồng tử co rụt lại, thân thể mặc phân lão sư run rẩy. Xung quanh dạ minh thành có rất nhiều sơn tặc, thực lực cao thấp không đều, nhưng muốn nói danh khí lớn nhất, mạnh nhất, chính là nhất phân trần này. Vị sơn tặc này, Tên thật là gì đã không có người biết, bởi vì tóc có một lọn màu xám, nên được người xưng là Nhất Phân Trần, không chỉ hung ác, thực lực còn mạnh hơn mình, đã đạt đến thần linh trung phẩm đỉnh phong. Xem ra tên tuổi của ta cũng không tệ lắm. Nhất Phân Trần cười ha ha. Tên tuổi của lão đại đương nhiên không tệ. Nếu biết là lão đại tự mình tới, vậy đừng phí lời, chúng ta chỉ cướp tiền, không nên sai lầm tổn thương tính mạng. Mấy sơn tặc ở bên cạnh đồng thời cười ha ha nói. Mạc phân lão sư tiến về phía trước một bước nghiến răng nói tại hạ là lão sư của dạ minh học viện mặc phân lần này mang học sinh chỉ là đi ra thí luyện trên người không có tiền bạc gì mong nhất phân trần đương ra thả chúng ta một ngựa học sinh đã như vậy binh khí trong tay các ngươi và con sa ly thú kia cùng một chỗ cho ta đi nhất phân trần nhìn một vòng nói mặc phân lão sư trần trừ chúng ta thật vất vả bắt được sa ly thú vì sao phải cho ngươi? Ngô tiêu tiêu nói, lập tức tránh ra, để chúng ta về thành, nếu không có tin ta bảo phụ thân diệt bọn ngươi hay không? Cha ngươi, không sai, cha ta chính là dạ minh thành thành chủ ngô phương thanh. Cường giả thiên thần cảnh, ta khuyên ngươi thức thời một chút, ngay cả ta cũng dám ăn cướp, hắn khẳng định sẽ bắt hết thảy các ngươi, sau đó giết. Thân thể mềm mại ưỡn một cái, một tiêu tiêu mang theo ngạo khí nàng đường đường nữ nhi của thành chủ, không sánh bằng mấy nữ hài ngụy thần thì thôi, mấy tên sơn tặc, lại còn muốn đánh chủ ý xa ly thú, quả thực không muốn sống nữa. Nữ nhi của thành chủ, nhất phân trần sững sờ, sau đó cười ha ha, nhìn về phía đám người sau lưng. Chúng tiểu nhân, nói cho nàng, chúng ta sợ qua vị thành chủ kia chưa? Sợ, sợ sẽ không làm sơn tặc rồi. Đến hay lắm, trói tiểu nương bì này lại, để cha nàng đưa tiền tới chuộc người vị thành chủ này, những năm qua đuổi chúng ta đuổi điên rồi, bắt được nữ nhân này tốt nhất, để hắn nếm thử bi kịch. Tất cả mọi người xôn xao. Các ngươi muốn làm gì? Vốn cho rằng báo ra thân phận của mình, một đám sơn tặc nho nhỏ sẽ nghe hơi mà chạy, không dám tìm phiền phức, không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại, đồng tử của ngô tiêu tiêu co rụt. Cha nàng là thiên thần, toàn bộ dạ minh thành, chỉ cần báo ra tên, ai dám ngỗ nghịch, đám sơn tặc này, vậy mà không thèm quan tâm thật không sợ chết sao? Làm gì? Nhất phân trần cười cười. Vốn cho rằng chỉ là một đám học sinh nghèo, không nghĩ tới còn có một con cá lớn. Chúng tiểu nhân, người lưu lại, một cái cũng đừng để chạy, bắt bọn hắn lại, chúng ta liền có thể sống thoải mái. Tốt! Rất nhiều sơn tặc cười ha ha, mỗi người từ trên tuấn mã nhảy xuống, bao bọc vây quanh mọi người. Thẩm thành, người nghĩ biện pháp mang theo mọi người phá vây không nghĩ tới sẽ diễn biến thành như vậy, sắc mặt mặc phân lão sư tái xanh, giờ phút này nói cái gì cũng không kịp, hạ giọng dặn dò, thân thể vụt qua, đi đầu vào tới nhất phân trần. Kế trước mắt, chỉ có nghĩ biện pháp đánh bại đối phương, dùng cái này uy hiếp, mới có cơ hội chạy trốn. Phần Phật, kiếm khí tản mát ra, cho người ta một loại cảm giác áp bức nồng đậm. Thần linh trung phẩm, mặc dù ở thần giới vẫn thuộc về tầng dưới chót, nhưng lực lượng cùng độ nhạy đều vượt xa thần linh hạ phẩm, lại thêm mặc vân thân là lão sư, chiêu số tinh diệu, đột nhiên tấn công, uy hiếp cực lớn. Không biết sống chết, dường như đã sớm đoán ra hắn sẽ động thủ, yển nguyệt đao trong tay nhất phân trần dựng thẳng lên, không có bất kỳ động tác gì, trực tiếp bổ xuống. Thoạt nhìn đơn giản, lại mang theo lực lượng khổng lồ, để cho người ta không thể không phòng. Mặc vân lão sư vội vàng thu kiếm ngăn cản. Tạch tạch, lực lượng quán dũng đến, trường kiếm không ngừng lay động, Mặc vân lão sư chỉ cảm thấy gan bàn tay run lên, máu tươi từ lòng bàn tay chảy ra, cả người bị lực lượng khổng lồ nghiền ép, đầu gối mềm nhũn, quỳ dạp xuống đất. Đối phương mượn lực lượng của Yển Nguyệt Đao, cùng ngồi ở trên ngựa, một chiêu liền đánh tan chiêu số của vị lão sư này. Nhất lực hàng thập hội. Trương huyền cao mày. Vừa rồi ngô tiêu tiêu báo ra ra môn, hắn đã biết không ổn, thành chủ rất lợi hại, nhưng nơi này là ngoài thành, hơn nữa đối phương làm sơn tặc, Nói như vậy không phải muốn chết sao? Xem ra cô bé này không chỉ nuông chiều đã quen, càng quan trọng hơn là không có một chút kinh nghiệm sống. Nếu không sẽ không lỗ mãng như vậy. Đương nhiên, thật ra thì dù nàng không nói, hắn cũng không cho rằng đám sơn tặc kia sẽ bỏ qua nhóm người mình. Có thể đi vào Dạ Minh học viện, đều là thiên tài trong nội thành, từng cái gia thế không nhỏ, cướp đồ vật, lại thả người. Không phải lưu lại cho mình tai họa ngầm sao? Nhất Phân Trần có thể ngang dọc Dạ Minh Thành, danh khí càng lúc càng lớn, hắn cũng không cho rằng đối phương lại bởi vì học sinh mà lòng dạ mềm yếu. Sở dĩ nói chỉ cướp đoạt trường kiếm và sa ly thú, là vì tê liệt mọi người mà thôi. Nguyên nhân chính là đoán được cái này, Trương Huyền và Mạc Phân lão sư biết Ngô Tiêu Tiêu đùa nghịch tính tình đại tiểu thư sẽ dẫn tới tai họa, nhưng vẫn không có ngăn cản. Bành. Trong lòng suy tư, yển nguyệt đao của Nhất Phân Trần đánh tới rơi vào trên người mặc vân lão sư, chỉ thoáng cái, người sau liền bay ra ngoài, thân thể cứng ngắc, lại khó động đậy. Chói lại cho ta. Dầm. Hai thuộc hạ đến trước mặt, lấy ra dây thừng, rất mau chói mặc vân lão sư thật chặt. Thế nào, còn muốn phản kháng? Hai chiêu liền đánh mặc vân lão sư thực lực mạnh nhất trọng thương, nhất phân trần cười nhạt một tiếng, nhìn quanh một vòng, trên mặt lộ ra ngạo khí. Cái này, đám người thẩm thành, một tiêu tiêu, sắc mặt đều trắng nhợt. Vốn cho rằng lão sư có thể ngăn cản đối phương, coi như thắng không nổi, chỉ ít cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian, để hắn thuận lợi chạy trốn, không nghĩ tới hai chiêu liền thua. Lão sư là thần linh trung phẩm, cũng đỡ không nổi hai chiêu, nhóm người mình đi lên, chẳng phải một chiêu cũng không kiên trì nổi. Đang không biết làm sao cho phải, chỉ thấy trương huyền đần độn đi tới. Hết chương 3756 chương 3758, ta là cường đạo, nhưng ta bị cướp. Vị thanh niên này không nói chuyện, cũng không đi tới trước mặt nhất phân trần, mà khom lưng nhặt trường kiếm của Mạc Vân lão sư vừa bị đánh rơi lên, cầm ở trong lòng bàn tay. Động tác của hắn không nhanh, thoạt nhìn vô cùng tự nhiên, giống như không có phát hiện bị rất nhiều sơn tạc vây quanh, trong bình tĩnh mang theo ung dung. Tiểu tử, lá gan của ngươi không nhỏ. Nhất phân trần hiển nhiên cũng không nghĩ tới, thần linh hạ phẩm này thoạt nhìn chừng 20 tuổi, vậy mà ở trước mặt hắn bình tĩnh như thế, không khỏi hít mắt lại. Không phải não tàn chứ. Ta hai chiêu giải quyết lão sư mạnh nhất, không những không sợ, còn tới nhặt kiếm. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy kiếm quan trọng hơn mạng? Không chỉ hắn sừng sốt, mặc phân lão sư vừa bị bắt lại cũng có chút choáng váng. Kiếm của hắn, mặc dù cấp bậc không thấp, là thần khí trung phẩm, nhưng dù sao đã bị hắn luyện hóa, lúc này không nghĩ biện pháp chạy trốn, nhặt cái đồ chơi này làm gì. Xuyệt, đừng nói chuyện. Nhặt lên trường kiếm, ngón tay Trương Huyền đặt ở bên miệng, lạnh nhạt nhìn qua. Dùng tâm lắng nghe, lắng nghe, tất cả đều ngây người. Nghe muội muội người a hát. Một sơn tạc tràn đầy giận dữ, tiến về phía trước một bước, bàn tay thô to trực tiếp đánh tới. Vù, còn chưa tới trước mặt đối phương, trường kiếm trong tay thanh niên đột nhiên phát ra tiếng vang chói tai, trong thanh âm mang theo vui vẻ. Luyện hóa, chuôi thần khí trung phẩm này, ở trong tay đối phương không đến hai cái hô hấp đã bị luyện hóa. Tê lạp, kèm theo trường kiếm kêu to, một đạo kiếm mang thẳng tắp từ trong mũi kiếm chui ra, sơn tặc cảm thấy cổ tay đau đớn kịch liệt, bàn tay đánh tới đã rơi trên mặt đất. A hát, sơn tặc kêu thảm, không ngừng run rẩy, kém chút đau mất đi vốn định một tát đánh ngất ra hỏa trang bước kia nằm mơ cũng không nghĩ đến đối phương luyện hóa trường kiếm nhanh như vậy hơn nữa trường kiếm rơi vào chỗ yếu nhất trong chiêu số của hắn chờ đợi bàn tay đụng vào chỉ thoáng cái toàn bộ bàn tay bị cắt bỏ ngươi đột nhiên xuất hiện biến cố nhất phân trần cũng không nghĩ tới không khỏi giận dữ yển nguyệt đao trong tay chém xuống hô trong đao phong mang theo nghiền ép phá không mà tới vốn cho rằng đối phương sẽ giống như mặc vân lão sư, giờ kiếm ngăn cản, lại thấy hắn nhẹ nhàng vụt qua, nghiêng mình đi tới trước mặt tuấn mã. Trường kiếm run lên, rơi vào lòng bàn tay trái, tay phải vuốt ve chán ngựa. Hắn cách tuấn mã quá gần, sợ làm bị thương tỏa kỵ, yển nguyệt đao của nhất phân trần lại bổ không xuống. Vương dĩnh, sờ lên khuôn mặt ngựa, trương huyền bàn giao. Nghe được dặn dò, thân thể vương dĩnh vào tới, đi vào trước ngựa của những sơn tặc khác, giống như hắn, lần lượt vuốt ve. Thấy vị này không dám mạnh mẽ chống đỡ mình, lại đi vuốt ngựa, nhất phân trần sắp điên rồi. Những sơn tặc khác cũng trợn mắt hốc mồm. Đại ca, bây giờ các người bị chúng ta vây quanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi đầu, có chút giác ngộ bị bắt có được hay không? Không chỉ đánh trả, còn dám vuốt ngựa của chúng ta. Lá gan nên bao lớn a hát. Chết! Đám người khiếp sợ còn chưa kết thúc, yển nguyệt đao trong tay nhất phân trần lần nữa bổ xuống mặc kệ đối phương muốn làm gì trước đánh chết lại nói hí đại đao còn không có hạ xuống tuấn mã dưới hông đột nhiên hí dài nhảy dựng lên cái nhảy này làm yển nguyệt đao không bổ xuống được trương huyền xòe bàn tay ra nhẹ nhàng nắm nó lại tay trái ở phía trên vạch một cái vù trường đao kêu khẽ ngươi nhất phân trần kém chút điên rồi chuôi yển nguyệt đao này theo hắn chinh chiến không dưới 20 năm, từ trước tới nay thuận buồm xuôi gió, vì sao thời gian nháy mắt cũng thần phục đối phương. Triệt để và kiên quyết như vậy. Còn có tuấn mã dưới hông, làm sao lại đột nhiên nhảy dựng lên, ngăn trở động tác của hắn. Trong lòng khiếp sợ, nhưng động tác trên tay không ngừng, lần nữa nâng yển nguyệt đao lên, mặc kệ thứ này thần phục người nào, trước chém đối phương lại nói, lại phát hiện đại đao trở nên không biết nặng bao nhiêu, không cách nào nâng nổi. Vội vàng cúi đầu, chỉ thấy thanh niên lạnh nhạt nhìn qua. Thứ này là của ta, buông tay. Nói xong, trường kiếm dọc theo thân đao vẽ tới. Nhất phân trần vội vàng buông tay, sau đó nhìn thấy thanh niên đã cầm yển nguyệt đao ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng run lên, bổ về phía hắn. Thân thể co rụt lại, vừa định tránh thoát, ngựa lại bước về phía trước một bước. Nhất phân trần sắp điên rồi. Con ngựa này, quá con mẹ nó ăn cây táo rào cây sung đi như vậy động tác tránh né của hắn liền không có bất kỳ tác dụng nào, tương đương với bản thân chủ động đưa đầu đến trước lưỡi đao. Suy đoán ngựa có thể đã bị đối phương thuần phục, tiếp tục ngồi ở phía trên sẽ nguy hiểm hơn, nhất phân trần nhịn không được, thân thể vội vàng từ trên lưng ngựa lăn xuống. Tránh thoát hiền nguyệt đao công kích, miệng lớn thở hồn hển nhất phân trần vừa định đứng dậy, dựa vào lực lượng của mình nghiền ép đối phương, liền cảm thấy trên đầu đau đớn kịch liệt. Trên mặt nhiều hơn một dấu chân ngựa. Được rồi, không cần nghĩ, ngựa giống như Yển Nguyệt Đao, khẳng định đã làm phản rồi. Giết tất cả bọn hắn. Nằm mộng cũng nghĩ không ra, kẻ trước mắt này, chỉ trong mấy hơi không chỉ luyện hóa trường kiếm của Mạc Vân Lão Sư, còn thuần phục Yển Nguyệt Đao và ngựa của mình, bản thân đường đường thần linh trung phẩm đỉnh phong, lại bị thiệt lớn, nhất phân trần tức đến hoa hoa kêu loạn. Lúc này bọn Sơn tặc mới phản ứng lại, đồng thời vọt ra ngoài, giết về phía đám người triệu nhã còn chưa tới trước mặt, tiếng ngựa hí vang lên, vội vàng quay đầu, ngay sau đó từng cái hồn phi phách tán. Chỉ thấy Tuấn Mã bị nữ hài kia sờ qua, đều phát điên lao đến, móng trước dương lên, đá tới bọn họ. Hơn 10 sơn tặc, tiếp cận một nửa không có bất kỳ đề phòng gì, bị đá nhào tới trên mặt đất, hộp máu từng ngụm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhất phân trần sắp điên rồi. Cưới ngựa tới ăn cướp, mục đích đúng là tới lui như gió, làm cho không người nào có thể phát giác vì sao những con ngựa này đều làm phản ầm um, đang không biết như thế nào cho phải trước mắt xuất hiện một đạo kiếm mang lấp lánh giống như lưới đánh cá thời gian nháy mắt liền trói hắn lại ngay sau đó trường kiếm lạnh lẽo rơi vào trên cổ tất cả đều dừng tay cảm nhận được trên mũi kiếm mang tới hàn khí tùy thời có thể đâm rách cổ họng nhất phân trần không dám tiếp tục nói nhiều không hổ là sơn tặc kinh nghiệm xa trường già dặn mới vừa rồi bị ngựa đánh lén, chỉ thương gần một nửa, vẫn như cũng có hơn phân nửa sông vào đám người, mấy chiêu liền đánh đám người thẩm thành ngã xuống đất. Nghe được tiếng la, từng cái ngừng lại, khắp khuôn mặt là khuất nhục. Đường đường sơn tặc, chạy tới ăn cướp một đám học sinh, vốn cho rằng dễ như trở bàn tay, nằm mơ cũng không nghĩ đến, vũ khí của thủ lĩnh bị đối phương luyện hóa, sau đó là ngựa. Người khác chiến đấu, đều là một chiêu tiếp lấy một chiêu, thần lực gào thét tên này ngược lại tốt, không phải luyện hóa vũ khí chính là thuần phục ngược. Đến cùng làm sao làm được? Cái này còn tạm được. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, toàn lực thi triển kiếm pháp bản thân lĩnh ngộ, đánh giết đối phương cũng không khó. Chỉ là thần giới linh khí mỏng manh, khôi phục quá chậm, giải quyết xong cái này, ngộ nhỡ lại đến một đám, chỉ sợ không còn khí lực. Không bằng mưu lợi. Trước luyện hóa trường kiếm của Mạc Vân Lão Sư, sau đó lại thuần phục tuấn mã của đối phương cuối cùng thừa dịp tâm lý hắn thất thủ bắt lấy đối phương thật ra thì chủ ý của hắn giống như mặc phân lão sư bắt giặc trước bắt vua chỉ cần bắt được vị này cái khác liền đơn giản bảo bọn họ giao hết vũ khí tới trường kiếm đáp lên cổ của đối phương trương huyền thản nhiên nói còn không mau một chút nhất phân trần tràn đầy khuất nhục nhưng không dám phản bác đành phải nhìn thủ hạ quát tháo vâng hơn 10 cường đạo đặt vũ khí trong tay xuống. Triệu nhã, các ngươi một người một cái, nghĩ biện pháp luyện hóa đi. Trương Huyền nói, vâng, đám người triệu nhã đi tới trước mặt, cầm binh khí ở trong tay. Các nàng mới đến thần giới, trước đó vũ khí ngụy thần cảnh đã không còn tác dụng, những sơn tặc này, từng cái sử dụng thần khí hạ phẩm, luyện hóa mà nói, thực lực nhất định tăng thêm không ít. Bảo bọn họ giao ra tất cả bảo vật, thần tệ trên người trường kiếm cứa lên cổ nhất phân trần, đâm ra vết máu, trương huyền tiếp tục nói. Nhất phân trần cắn chặt răng, lòng muốn phát điên, cuối cùng vẫn nghiến răng nhìn về phía thủ AH5. Không nghe thấy hả? Ta con mẹ nó mới là cường đạo A. Đây là sự tình ta nên làm A. Vâng, mọi người hai mặt nhìn nhau, đành phải đi vào trước mặt, móc túi giao tới. Trước đó cùng mặc phân Lão Sư nói chuyện phiếm, Biết toàn bộ thần giới thống nhất sử dụng thần tệ làm tiền tệ mậu dịch Loại tiền giao dịch này Giống như kim tệ ở danh sư đại lục Chỉ bất quá trong đó ẩn chứa khí thức bản nguyên của thần giới Hầu như không có cách nào giả tạo Nhìn hơn 10 vị sơn tặc Vậy mà giao ra chừng hơn 200 thần tệ Trương Huyền thỏa mãn gật đầu Nhẹ nhàng cầm tới chữ vật giới chỉ trên tay đối phương Thứ này Ở thần giới cũng là hàng khan hiếm Mặc phân lão sư còn không có Kẻ trước mắt này đoán chừng là ăn cướp không ít phú thương, hay tiêu phí giá lớn mới mua được, bất quá bây giờ, đều làm lợi cho mình. Rất nhanh luyện hóa, thu sạch thần tệ trên mặt đất, lúc này Trương Huyền mới bản giao đám người thẩm thành phối hợp triệu nhã, cho những sơn tặc này lại. Làm xong tất cả, để mọi người hai người một ngựa, mang theo mặc phân lão sư cấp tốc chạy về thành thị. Những sơn tặc này làm nhiều việc ác, bắt bọn hắn có thể đổi lấy tiền thưởng. Thấy trực tiếp rời khỏi, Mạc Vân Lão Sư vội vàng nói. Những sơn tặc này bị thành chủ truy nã rất lâu rồi, một khi bắt được, khẳng định sẽ có trọng thường. Không cần, đằng sau sẽ có người xử lý. Trương Huyền mỉm cười, khống chế ngựa cấp tốc tiến lên. Nữ nhi của thành chủ ở đây, hắn không tin không có cao thủ đi theo bảo vệ, mà chỉ có một lão sư thần linh trung phẩm. Quả nhiên, đám người Trương Huyền vừa rời đi, hai bóng đen xuất hiện ở trước mặt đám người nhất phân trần. Nhìn rõ ràng hình dáng của hai người, nhất phân Trần đầu tiên là tuyệt vọng, sau đó cao giọng giống to. Là người của phủ thành chủ phải không? Ta muốn báo cáo, chúng ta là cường đạo, nhưng chúng ta bị người đoạt. Phủ thành chủ nhất định phải bắt những người xấu này ra công lý, cho Dạ Minh thành ta bầu trời tươi sáng. Hết chương 3758. Chương 3759. Dạ Minh thành, nộp những người này lên là có thể kiếm lấy tiền thưởng. Nhưng đồ vật cướp đi khẳng định cũng phải nộp lên, tiền thưởng nhiều hơn nữa, mấy chục thần tệ là tốt lắm rồi, làm sao có thể so được ăn cướp đối phương. Luyện Hóa Nhẫn liền thấy, tất cả sơn tặc cộng lại chỉ hơn 200 thần tệ, nhưng trong giới chỉ của nhất phân trần lại có hơn 400, toàn bộ cộng lại đã có hơn 600, còn không tính một ít đan dược, linh thảo, vũ khí. Xem ra tên này, những năm này đoạt không ít phú giả, nếu không không có của cải phong phú như vậy, hiện tại để lại nhất phân trần cho đối phương tương đương với không cần công lao phủ thành chủ có thể cho dân chúng nội thành một câu trả lời lại thêm cứu nữ nhi của hắn chắc hẳn vị thành chủ kia sẽ không xấu hổ tới mức mở miệng yêu cầu này nọ nguyên nhân chính là nghĩ đến những thứ này mới cố ý cột chặt lưu lại người sống là nhân vật lợi hại hai cường giả phủ thành chủ nhìn đám người đã biến mất ở trong đêm tối cùng đám sơn tặc trước mắt tràn đầy xoắn suýt nhịn không được gật đầu Bọn họ vâng mệnh bảo vệ tiểu thư, tình cảnh vừa nãy toàn bộ nhìn ở trong mắt. Vị thanh niên này, đến cùng là thủ đoạn cổ quái hay thực lực mạnh mẽ, cho dù là bọn họ cũng không có hiểu rõ. Báo sự tình lên cho thành chủ. trầm tư một chút, một bóng đen phân phó nói. Mặt khác phái người tới, mang những sơn tạc này về, công khai xử quyết. Vâng, một người khác hóa thành khói xanh, biến mất tại nguyên chỗ. Có tuấn mã, tốc độ mọi người cực nhanh, không đến nửa canh giờ liền thấy một tường thành cực lớn xuất hiện ở phía trước đây là dạ minh thành trương huyền mắt sáng rực lên thành thị xuất hiện ở trước mặt phạm vi quy mô vượt xa trước đó thấy qua thậm chí còn hùng vĩ hơn chục tinh đảo tường thành màu xám không biết lan tràn bao xa trận pháp to lớn bao phủ ở bốn phía cho người ta một loại sắc thái thần bí mặc phân lão sư gật đầu tuy thương thế của hắn rất nặng nhưng trước khi ra cửa biết nguy hiểm mang theo dược vật chữa thương, nửa canh giờ điều tiết nội tức, đã khôi phục không ít. Lấy ra lệnh bài thông hành đặc thù, mọi người tiến vào bên trong. Vừa tiến vào cửa thành, Trương Huyền lập tức cảm nhận được khác biệt. Ngoại giới, cuồng phong gào thét, lạnh lẽo tận xương, linh khí hầu như không tồn tại, mà ở trong thành, sưởi ấm như xuân, linh khí bức người, chỉ cách nhau một bức tường, lại giống như cách hai thế giới. Đại trận này thật huyền diệu. Trương Huyền cảm xúc, chỉ bằng một bức tường, liền cô lập triệt để như vậy, đại trận bao phủ tường thành quả nhiên không đơn giản, cho dù là hắn hiện tại cũng làm không được. Chỉ sợ so ít nhất cũng phải đến thiên thần mới có thể hoàn thành. Thành chỉ có thể cư trú sinh mệnh, là sau khi linh khí suy yếu, cửu đế lệnh cường giả thần vương tự mình xây dựng. Trừ khi loại cường giả này ra tay, nếu không trận pháp không cách nào phá hư, có thể bảo đảm nhiều người sống sót hơn nữa. Mạc Vân Lão Sư giải thích. Trương Huyền gật đầu còn tưởng rằng là thiên thần phổ thông liền có thể làm được xem ra cả nghĩ quá rồi thần vương tự mình ra tay khó trách trận pháp ổn định như vậy trương huyền cũng không nói chuyện hít sâu một hơi lỗ chân lông toàn thân mở ra quả nhiên cảm thấy vô số linh khí từ không trung hàng lâm xuống chui vào làn da trước đó mỏi mệt hư thoát dần dần biến mất linh khí thần giới hiệu quả quả nhiên mạnh mẽ chỉ hấp thu một cái liền có hiệu quả như thế trương huyền âm thầm gật đầu Đi vào thần giới 20 ngày, hắn dựa vào ăn rau dại thu hoạch một chút linh khí, tu vi một mực trì trệ không tiến, giờ phút này xem như cảm nhận được linh khí của thần giới mạnh mẽ. Mặc dù không như tinh thuần như thần linh chi khí, nhưng đối với cường giả thần linh cũng có hiệu quả cực lớn, tuyệt đối không phải linh khí thủy ngân ở thượng thương có thể so sánh được. Mặc dù là sau nửa đêm, trên đường phố vẫn ngựa xe như nước, dòng người như thoi đưa. Tùy ý đi trong nội thành, yếu nhất cũng đạt đến ngụy thần hơn nữa số lượng cực ít. Khó trách Mạc Vân lão sư nhìn thấy nhóm người mình kinh ngạc như vậy, hiện tại xem ra, ở thần giới, vừa ra đời chính là ngụy thần, trưởng thành chỉ cần có thần linh khí, liền có thể đột phá thần linh chân chính. Thượng thương, mấy ngàn năm không ra một vị siêu cấp cường giả, ở đây không đáng một đồng. Đa tạ trương huynh đã cứu tính mạng chúng ta. Trở lại nội thành, thì phải chiếu theo quy tắc, mặc Vân lão sư thở phào nhẹ nhóm, lộ ra vẻ cảm kích còn tưởng rằng đối phương chỉ là thần linh phổ thông, không nghĩ tới thủ đoạn nhiều như vậy. Không riêng gì hắn, một tiêu tiêu càng lộ ra phức tạp, vẻ mặt đỏ bừng kém chút tìm một cái lỗ để chui vào. Từ trước đến nay đều cho rằng đối phương dựa dẫm thực lực của lão sư, mới may mắn tiếp xúc được bọn hắn, thật ra thì thực lực rất kém cỏi, kém xa bản thân, nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Ngay cả cha vây quét nhất phân trần rất nhiều lần cũng không làm gì được. Buồn cười nàng, trước đó còn nhiều lần giễu cợt đối phương chỉ là không so đo mà thôi nếu không 10 cái nàng cũng không phải đối thủ nếu không phải ngươi dẫn đường chúng ta khả năng còn bị vây ở linh cơ sơn không cách nào rời khỏi đây trương huyền cười cười từ trong ngực lấy ra một lá cây khác đây là một phần công pháp thiếu hụt khác của ngươi đa tạ mặc phân lão sư mắt sáng rực lên đoạn đường này hắn dựa theo pháp quyết sửa lại tu luyện quả nhiên cảm nhận được thân thể thay đổi, so với trước kia càng thêm cường đại, lực lượng vận chuyển thuận buồm xuôi gió. Chỉ bằng vào điểm ấy, liền có thể chứng minh, đối phương chỉ ra những điểm này đều là thật. Liếc mắt nhìn, liền tìm ra nhiều sai lầm như vậy, vị Dương Huyền kia, thật đúng là sâu không lường được. Khả năng cũng chính vì như vậy, học sinh của hắn từng cái bất phàm, đặc biệt là Trương Huyền, so với mình rõ ràng thấp hơn một cảnh giới, lại nhẹ nhõm khuất phục nhất phân trần các ngươi vừa đến dạ minh thành hẳn không chỗ ở không bằng cùng ta về học viện ta an bài nơi ở trần chờ một chút mặc phân lão sư nói không làm phiền lão sư các ngươi về sớm nghỉ ngơi một chút đi trương huyền khoát tay áo trực tiếp từ chối đi cùng đối phương mục đích là tìm được thành thị gần nhất đã tới nơi này không cần thiết tiếp tục ở chung một chỗ dù sao vừa mới tính kế nhất phân trần cho dù thành chủ xấu hổ không đòi về chữ vật giới chỉ và thần tệ bị cướp, cũng khó tránh khỏi sẽ tìm tới hỏi thăm. Mà thân phận của bọn hắn là không muốn lộ ra ánh sáng nhất. Thần giới đối với phi thăng giả, đến cùng là loại thái độ nào, hiện tại còn không có thăm dò rõ ràng, vẫn là chờ hiểu rõ lại làm ý định khác. Vậy cũng tốt. Thấy đối phương từ chối, Mạc Vân lão sư còn tưởng rằng lão sư của đối phương có những an bài khác, lúc này không nói thêm lời, mang theo học sinh cáo từ. Đi thôi. Trương Huyền không nói thêm lời, đi thẳng về phía trước. "Thiếu gia, chúng ta đi đâu?" Tôn Cường hỏi. Trước tìm một nơi ở lại, sau đó hỏi thăm tin tức, làm sao thu hoạch thần linh chi khí để cho các người đột phá mới là trọng yếu nhất." Trương Huyền an bài nói. "Kế trước mắt là nghĩ biện pháp tìm thần linh chi khí để mọi người đột phá. Mọi người thành công đột phá, ở thế giới này mới coi như có năng lực tự vệ, nếu không chỉ có thể một mực trở thành vướng víu." "Tốt." Tôn Cường gật đầu. Tìm kiếm chỗ ở là hắn am hiểu nhất, thời gian không dài, mọi người tới một tiểu viện rộng rãi, tất cả đều có thể nhẹ nhõm ở lại. Giá tiền cũng không đắt, một tháng mới hai thần tệ. Thông qua thuê nhà, lúc này Trương Huyền mới ý thức được, giá trị của thần tệ rất lớn, một viên có thể hối đoái một ngàn hư thần tệ. Người bình thường giao dịch, hư thần tệ liền có thể hoàn thành. Mặc dù không có thần linh chi khí, không cách nào đột phá, nhưng linh khí nơi này có hiệu quả cực lớn tất cả mọi người mệt mỏi nhiều ngày tu luyện một hồi thì nghỉ ngơi đi vào tiểu viện sau hai canh giờ trời cũng sắp sáng rồi an bài mọi người một tiếng trương huyền trực tiếp đi vào phòng khoanh chân ngồi xuống tinh thần khẽ động nhìn về phía chữ vật giới chỉ một lát sau một đống đan dược và dược liệu xuất hiện ở trong lòng bàn tay đều là nhất phân trần ăn cướp lấy được bây giờ đều làm lợi cho hắn đặt mỗi một gốc dược liệu ở trong tay vuốt ve một lần rất nhanh thì biết tên quả thực đều rất chân quý nhưng lại không muốn máu của ma dương thú đã đạt được thanh thú cổ thảo đương nhiên là tìm thứ này nghĩ biện pháp tăng lên linh hồn lại nói cho dù không đến được thiên thần cảnh trong thư viện nói nhưng đến thần linh thượng phẩm cũng đã rất tốt biết càng nhiều sự tình thần giới trong lòng cảm giác nguy cơ lại càng nặng bất luận là hắn hay các học sinh cha mẹ đều không thể có sự tình. Không có dược liệu, con mắt rơi vào trên đan dược, có chữa thương, cũng có bổ sung linh lực trong cơ thể. Lấy dược vật bổ sung linh lực ra, hết thảy ba bình. Thần nguyên đan. Sau khi dùng, có thể bổ sung thần nguyên. Cái gọi là thần nguyên, cũng chính là thần lực trong cơ thể hắn, chân khí ở danh sư đại lục, tiên khí ở thượng thương. Trong chữ vật giới chỉ, trừ những vật này, còn có một số thư tịch, rất mau nhìn xong, Đối với toàn bộ thần giới xem như có nhận thức nhất định. Phần lớn giống như Mạc Vân lão sư nói, trong sách ghi lại càng thêm tỉ mỉ mà thôi. Giống như thần nguyên đan, bởi vì linh khí tán loạn, không ít dược liệu tử vong, hiệu quả mặc dù không lớn, lại hết sức chân quý, mỗi một viên ít nhất phải một thần tệ mới có thể mua sắm, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Thứ này giống như tiên nguyên đan, nguyên lực đan ở thượng thương, đồng dạng chia làm bốn cấp, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm. Cường giả thần linh cảnh bình thường, thần nguyên đan hạ phẩm liền đủ tu luyện, chỉ có đến thiên thần cảnh mới cần trung phẩm. Thử một chút, tinh thần khẽ động, lấy ra một viên đan dược dùng, lực lượng trong cơ thể vận chuyển, bên trong ẩn chứa linh khí nồng nặc, từng bước luyện hóa. Lúc trước cùng phân thân khổng sư quyết chiến, lĩnh ngộ pháp quyết di di huynh đệ tình, vì vì phó ngự lực, lúc này không ngừng xoay tròn ở trong người. Tình chủ tớ, tình huynh đệ, hai loại tình cảm đan vào một chỗ, tựa như một tấm lưới lớn chảy xuôi ở trong người, tạo thành một quỹ tích tu luyện đặc thù, như tạo dựng một hệ thống tu luyện mới, không giống tất cả công pháp khác. Vốn vừa đột phá thần linh, ở dưới linh khí chậm chạp tẩm bổ, dần dần vững chắc, khí tức cả người cũng càng ngày càng mạnh. Hết chương 3759. Chương 3760. Rút thưởng. Tu luyện không biết bao lâu, trong cõi u minh, trước mắt Trương Huyền phảng phất như xuất hiện một mặt biển to lớn, vô biên vô hạn, trong đó thần lực khuấy động, vô số đạo thần linh chi khí màu vàng óng dạo chơi trong đó, vô cùng vô tận. Tinh thần tập trung cao độ, đưa tay muốn bắt một đạo trong đó lấy ra, lại phát hiện cả người chấn động, hết thảy như thủy triều biến mất, mở mắt ra, vẫn ở trong phòng, ánh sáng dạ minh châu chiếu rọi, trước đó nhìn thấy tựa như một giấc mộng. Chẳng lẽ là ảo giác? Trương Huyền nhíu mày. Từ khi tu luyện bắt đầu, liền không có xuất hiện qua tâm ma thỉnh thoảng xuất hiện một lần hai lần đều bị hắn thu làm học sinh còn ảo giác càng chưa hề xuất hiện qua làm sao đột nhiên xuất hiện vấn đề này chẳng lẽ bản thân lĩnh ngộ công pháp có không ít sai lầm cổ tay khẽ đảo lấy ra một bản thư tịch chống không viết pháp quyết thiên nhược hữu tình lên còn không có viết xong thư tịch nhẹ nhàng dung một cái biến thành cho bụi trương huyền sầm mặt lại hắn không có sử dụng bất kỳ công pháp gì cũng không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào, chỉ viết pháp quyết bản thân lĩnh ngộ, thư tịch liền không chịu nổi. Dừng lại một chút, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối hợp kim cứng rắn. Hẳn là tài liệu luyện chế thần khí trung phẩm, chỉ ít lấy thực lực của hắn, ngay cả uốn lượn cũng rất khó làm được. Lần nữa viết Thiên Nhược Hữu Tình lên. Hô, vẫn như cũ, còn chưa viết xong, đồng dạng hóa thành cho bụi, thật giống như không chịu nổi lực lượng trong công pháp. Thiên Nhược Hữu Tình vượt qua công pháp thiên đạo, thiên đạo thần giới không cho phép nó tồn tại. Trương Huyền than thở một tiếng. Năng lực BCCC bộ công pháp này, hắn biết rất rõ ràng, so với công pháp thiên đạo hữu khuyết trước đó tu luyện, chỉ mạnh không yếu, cho thấy đã vượt qua thiên đạo. Nghịch thiên như vậy, thiên đạo sao có khả năng để nó tồn tại? Khó trách ở thượng thương ta không cách nào dẫn tới thần kiếp. Trương Huyền cười khổ một tiếng. Thiên kiếp là trừng phạt thiên đạo tu luyện giả mạo phạm trước đó dẫn động lôi kiếp thần kiếp không bổ hắn ngược lại một mực bổ tiểu hoàng kê vừa mới đột phá lúc ấy cũng có chút buồn bực hiện tại xem ra hẳn là mình tu luyện công pháp vượt qua thiên đạo đối phương đã không có tư cách quản lý không cách nào giáng lâm trừng phạt không cách nào viết xuống thư viện liền không cách nào xác định có thiếu hụt hay không xem ra chỉ có thể dựa vào bản thân từ trước tới nay một mực mượn thư viện tìm thiếu hụt trong công pháp từ đó tu luyện hoàn chỉnh nhất chính xác nhất, giờ phút này, loại tình huống kia đã kết thúc. Chỉ có thể đi từng bước một, dựa vào bản thân, từ từ tích lũy, dần dần tăng lên. Lần nữa cân nhắc công pháp một lần, thấy không phát hiện có gì không ổn, lúc này mới tiếp tục lấy ra đan dược nuốt xuống. Không biết tu luyện bao lâu. Thân thể đôm đốc vang vọng, Trương Huyền đứng dậy, cả người giống như tăng cao một đoạn dài, lực lượng trong cơ thể dâng trào, so với trước đó mạnh mẽ không chỉ một lần đến thần linh hạ phẩm đỉnh phong. Trương Huyền mỉm cười. Một phen tu luyện, đã từ thần linh hạ phẩm sơ kỳ đạt đến đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá. Nếu không phải đan dược không đủ, vô cùng có khả năng đã thành công. Có điều cho dù có đan dược, cũng không dám trực tiếp trùng kích thần linh trung phẩm. Nhìn qua thư tịch nhất phân trần lưu lại, đối với hệ thống tu luyện của thần linh, cũng coi như có hiểu rõ nhất định. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, chỉ cần đan dược đầy đủ, xung kích thần linh trung phẩm là không có vấn đề, nhưng trong khoảng thời gian tu luyện này, chỉ có thần nguyên trong cơ thể tăng tiến, thân thể và linh hồn không có triệt để thuế biến. Tùy tiện xung kích, thân thể và linh hồn sẽ bởi vì không chịu nổi thần nguyên to lớn, từ đó rơi vào nguy hiểm. Đến lúc đó, thực lực không những không có tiến bộ, còn tương đương đặt bom hẹn giờ ở trong người, nguy hiểm không gì sánh được. Dương mắt nhìn ra phía ngoài, trời đã triệt để sáng rõ, tiếp cận giữa trưa. Ra khỏi phòng, Tôn Cường tiến lên đón. "Thiếu gia, ta đã hỏi thăm rõ ràng sự tình thần linh chi khí. Giống như Mạc Vân lão sư nói, có hạn chế rất lớn, không cho phép tùy ý đạt được, muốn đạt được chỉ có thể đi thần sơn. Nhưng thần sơn không phải lúc nào cũng có thể tới, mà nửa năm mới mở ra một lần, cũng không phải người người đều có cơ hội, cần trước thời hạn thu hoạch tư cách đi vào." Trương Huyền cau mày. "Tư cách?" Tôn Cường nói. "Đúng vậy," thần sơn nửa năm mở ra một lần, một lần đi vào ngàn người. Nói cách khác, nhất định phải đi vào danh sách một ngàn người này mới có cơ hội. Trương Huyền hỏi, lần sau thần sơn mở ra, là lúc nào? Ngày mai, Tôn Cường cười khổ. Trương Huyền sững sờ, không nghĩ tới thời gian gần như vậy, không khỏi nói. Làm sao mới có thể đi vào danh sách này? Tuổi tác không cao hơn 30, tu vi chưa đến thần linh, đều có thể báo danh, chẳng qua lần này tuyển chọn đã kết thúc trừ khi khiêu chiến người trên danh sách chỉ cần vượt qua liền có thể thay thế dừng lại một chút tôn cường nói chỉ là người đi vào danh sách đều nấp rất kỹ khẳng định không nguyện ý tỷ thí lại thêm hầu như đều là thế lực lớn mới có tư cách muốn thay thế nào có dễ dàng như vậy ngày mai sẽ phải đi vào thần sơn có cơ hội tấn cấp trở thành thần linh lại có ai sẽ lấy loại cơ hội này ra tỷ thí thần linh cùng không phải thần linh tranh lệch quá xa, một khi bỏ lỡ, chẳng khác nào mất đi cơ hội lên trời, triệt để mất đi cơ duyên tu luyện. Không có những biện pháp khác sao? Trương Huyền nhíu mày. Mặc dù biết ở thần giới, thực lực làm vương đạo, lấy năng lực của hắn và các học sinh, cướp đoạt một ít danh ngạch không khó lắm, nhưng đối phương không có làm sai bất cứ chuyện gì, trực tiếp cướp đi cơ hội thay đổi số phận của họ, như vậy lương tâm của mình sẽ dai dứt. Tôn Cường nói, có, thành thị lớn như dạ minh thành, nửa năm mới cho một ngàn danh ngạch, U Hồn Thiên khẳng định cũng cảm thấy sẽ dẫn tới cướp đoạt, dễ dàng tạo thành rối loạn, cho nên ở U Minh Điện, lấy thêm ra 200 danh ngạch, để người tiến hành mua sắm, thành công, đồng dạng có cơ hội đi vào thần sơn. Thành thị có quy củ, người người đều phải tuân thủ, nhưng bước đến không có biện pháp, vẫn có người nguyện ý bí quá hóa liều. Vì để tránh cho loại phiền toái này, cố ý chuẩn bị loại phương thức bù trừ. Mua sắm, chẳng lẽ người trả giá cao thì được. Trương Huyền sướng sờ. Thật muốn như vậy, chỉ cần người nào có tiền, người đó liền có thể được danh ngạch, mua lại toàn bộ. Đây coi như là ngang nhiên hốt bạc A. À. Dĩ nhiên không phải, giá cả không cao, nhưng có thể thành công hay không, dựa vào là vận khí. Tôn Cường gật đầu. Vận khí. Trương Huyền càng nghe càng hồ đồ. Tại sao lại dính líu tới vận khí? Tôn Cường nói. Cái danh ngạch này, không phải trực tiếp lấy ra bán, mà giống như đổ xúc sắc, mỗi một lần sắp xếp ra 100 điểm, có thể tùy ý mua sắm một cái bên trong, chúng, lấy danh ngạch đi, không chúng. Chỉ có thể chờ đợi lần sau, mỗi một điểm chỉ có thể đặt một người, không thể nhiều đặt, hơn nữa mỗi người một ngày chỉ có thể mua một lần, chỉ cần số lượng đủ 100, liền công bố kết quả. Cái này, Trương Huyền ngẩn ngơ, này sao nghe giống như mua sổ số vậy? Mang theo nghi vấn hỏi, mua một lần đại khái bao nhiêu tiền? Đắt cũng không đắt lắm, nhưng cũng không rẻ, một viên thần tệ một lần. Tôn Cường nói, Trương Huyền gật đầu, dựa theo giá trị mua sắm của một thần tệ tính toán, toàn bộ dạ minh thành có thể lấy ra, sẽ không quá nhiều, như vậy có thể ngăn chặn người tới đụng đại vận. Người có tiền muốn mua mà nói, xác suất một phần trăm, tương đương với tiêu phí một trăm thần tệ mới có thể có một danh ngạch. Đoán chừng cũng mua không nổi. Đã cho người khác cơ hội, lại không dễ dàng đạt được. Quả thực là biện pháp tốt. U hồn điện ở nơi nào, đi qua nhìn một chút." Trương Huyền nói, mới vừa đi mấy bước liền dặn dò một tiếng. Mang đám người Triệu Nhã theo, nếu là vì bọn họ tranh thủ danh ngạch đi vào thần sơn, tự nhiên phải để bọn họ tự mình tham gia cho thỏa đáng. Lại nói, một người một ngày chỉ có thể mua một lần, không được để tất cả mọi người thử một lần, nhìn xem người nào vận khí tốt, bất kể nói thế nào, trước lấy được danh ngạch lại nói tốt, chẳng qua u hồn điện cách nơi này không gần, qua cần ít nhất 3-4 canh giờ. Tôn Cường nói, không có việc gì, không được liền cưỡi ngựa. Trương Huyền cười cười, ăn cướp sơn tặc, hiện tại rất giàu có, ngựa ngụy thần cảnh liền có mười mấy con, đi bộ 3-4 giờ, cưỡi ngựa đoán chừng nửa canh giờ cũng không dùng đến. Tôn Cường không nói thêm lời, xoay người đi ra ngoài, thời gian không dài, đám người triệu nhã, trịnh dương đi vào trước mặt. Nhìn biểu lộ của bọn họ, hẳn đã biết muốn đi làm cái gì từng cái trên mặt mang hưng phấn và kích động đi thôi ngồi trên lưng ngựa mọi người cùng lúc xuất phát giống như suy tính không đến nửa canh giờ liền đến địa điểm kia tìm địa phương dừng ngựa mọi người đi vào u hồn điện này so với thông thần điện kém một đoạn dài thoạt nhìn cũng không hùng vĩ thế nhưng rất rộng rãi có chút tương tự nơi hội trợ tiến vào bên trong quả nhiên thấy không ít người tích tụ ta trúng một danh ngạch, có ai mua sắm không? 50 thần tệ, một lần trả hết, không cho nợ. Ta muốn, cho ta, ta ra 51 thần tệ. Ta ra 52 thần tệ. Lập tức một đám người tranh đoạt tới. Cái này, Trương Huyền nghi hoặc, một thần tệ liền có thể mua một cơ hội, có không ít người tới đụng đại vận, một khi thành công, liền lấy giá cao bán ra. Chỉ cần không cao hơn 100, khẳng định có người mua dù sao coi như người có 100 thần tệ, cũng cần 100 ngày không ngừng rút, hoặc tìm 100 người mỗi người mua sắm một con số. Bất luận điểm nào cũng không dễ dàng làm được. Xác suất 1%, không có nghĩa là đánh 100 lần thì nhất định có thể thành công. Có khả năng lần đầu tiên liền thành công, cũng có khả năng lần thứ 100 cũng không hoàn thành. Tôn Cường cười khổ, tiếp tục nói. Dân già đã thành một loại buôn bán, không ít người nghiên cứu quy luật, coi đây là kế sinh nhai nghiên cứu quy luật. Trương Huyền lắc đầu, giống như sổ số kiếp trước, nào có quy luật quái gì. Còn không bằng thành thật đi làm tích lũy, tranh thủ tỷ lệ chín mươi khó khó khó. Đương nhiên, không ít người không rõ điểm ấy, coi đây là nghề nghiệp, coi đây là mệnh, mới sinh ra các hội bản đề, soi lô. Nhìn một màn trước mắt, sao mà giống kiếp trước như thế? Hết chương 3760. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 167.